like to thank the organizer for his invitation to this workshop, for his second workshop here. So today I would like to give some general speech about what are the new direction in risk management and how financial mathematics are involved in this topic. And so to start, I would like first to give a retrospective history about risk management in order to see what are the main changes, especially after the financial crisis. Okay, so some background. So in fact, so quantitative finance comes really in the early 80s, in the beginning of the 90s. Where people in the bank are aware that quantitative modeling became a crucial issue in finance. Okay, and so there is a growing need for professionals which are able to understand the mathematics. Okay, so before this, the mathematics were very elementary, and really from the emergence of the financial markets. Became really crucial to introduce advanced mathematics in finance, and at the same time, in Europe, in US, many formation in mathematical finance emerged. Okay, and the aim was to train a mathematician able to understand finance. Okay, and from that time, it was the golden era of mathematical finance and quantitative finance. Okay, the new job of quants, that is a quantitative analysis. Okay, that is people, strong mathematicians who are able to implement, evaluate, and use a suitable model, in their professional job. Okay, and at that time, it was the beginning of a new conception of risk. Okay, so basically, the aim, in finance, is essentially to manage, and reduce risk as much as possible. Okay, and the new idea in this period was to use a dynamic strategy in opposition with what was done before. So before people the previous technique used before was to diversify your portfolio through a weighting of different assets in order to ensure some average risk. Okay, and then in this early 90s, there is this crucial new concept of a dynamic hedging, dynamic strategy, where the idea is to follow the evolution of the asset that you can observe, in order to really update your portfolio, every day. Okay, and such dynamic hedging, dynamic strategy, were supported by increasingly sophisticated models based on advanced stochastic calculus. Okay, so it's at the same time, you see how all the machinery of stochastic calculus, enter in a very natural way, in the world of finance.
Okay, and so the main point for researcher and practitioner, okay, they view the market, in fact, all the evolution of the market as some disruptive factor. So there is some trend which governs the law of the asset, and practitioner were interested by the noise around this trend. Okay, they are not really interested about the trend, but essentially about the noise. Okay, so you can view as the market as a dynamic system, okay, which is disturbed by some noise. Okay, and all the attention, okay, were focused, okay, on this noise. Okay, and essentially the modeling that was used is a Brownian noise. Okay, and this is what we call the volatility. That is the day-to-day volatility. And the practitioner were interested by how to they view the risk as the noise around the trend governing the asset. Okay, and so why is volatility important? So you can understand the volatility as a Boolean noise, okay, so the noise that you observe every day. Okay, and so why it is important? Because in fact, risk management and all the instruments that you use for it, for options, etc., depend essentially on the volatility. Okay, and so it's important to hedge the volatility, okay, in order to manage all your risk. And so in some sense, okay, you can view the volatility as an indicator of the market health. So it's like the analogy with the temperature in human body. Okay, so it's really the essential feature in the market at that time. Okay, so everything is focused on how to manage the volatility, that is all the noise, the Boolean noise, around the trend of your system. Okay, and so we see more and more sophisticated models with Boolean noise, and basically the aim was to compare the models that you construct with this noise to what you observe in reality. Okay, and in fact, it appears that there is a quite difference between can estimate, so the statistical level of noise, so what you estimate from the historical data, and what is you observe really today in practice. Okay, so typically you assume that the volatility, if you think about the Black-Scholes model, so you consider that the volatility is constant, but of course in practice, if you observe in reality, this is something which is random. So there is a difference between the statistical level of noise, and what is observed in practice. And how can you interpret this difference? It is due to the fact that in fact market participants react to immediate information. So each time you receive information, you react. So this makes some noise. Okay, so in other words, the noise creates another noise. So it's kind of noise does not remain constant. Okay, information enter into the behavior of the participant, and thus noise create other noise. And so this means that in fact, there is some kind of underestimation of the information based on the historical data. So people only focus on the immediate information that they receive today, but don't really care about the historical data. So in other words, when you trade, you trade based on a daily basis, and in fact all the statistics and historical information were neglected. Okay,
and so and even disappear from models. So you only focus on the volatility day to day, and all the historical data, statistics were neglected. But in fact, it is quite an error, because all this information are really crucial. In fact, they are fundamental. Okay, and after financial crisis, okay, so in 2007-2008, the financial crisis, okay, highlight, okay, the importance of hidden and implicit links in the financial system. So this is what we call, usually the systemic risk. Okay, so you don't have only to take care about your whole your asset on its own, but you have to take care about all the links that are connected in a very complex financial system. Okay, so put in other words, before the financial crisis, before 2008, people essentially focus on the risk of noise. Okay, so the risk of the bullion noise, or the risk of the volatility, and after of the financial crisis, people are aware of all the links that are interconnected between in the financial system, and so it is now important, to look at what we can call the risk of chaos. Okay, and so today, risk management, there is a new perception of the effective risk management. Okay, and so people now know that they have to address better the complexity of the financial system. Okay, so especially in order to take into account all these links, connected in the financial system. Okay, in particular, there is now a stronger consideration of collateralization in counterparty risk. Okay, that is all the asset, that the borrower, give in guarantee, to the lender in case of default. Okay, and this has a strong impact on pricing of instruments. Okay, so CVA, so credit value adjustment. DVA, so debt value adjustment. Okay, and so financial mathematics. Okay, now in the financial mathematics literature, there is important literature in order, take into account this feature. Okay, and in particular, if you consider collateral management, you need to follow several curves at the same time. Okay, so this means that if you look at the interest rate, so before the crisis, when you look at the interest rate of the same nature, they have a negligible spread. But now, after the crisis, there is a multi-curve feature, which means that even interest rate which have same feature may have an important spread. Okay, and so there is now important literature, to try to integrate a multi-curve aspect, in the interest rate modeling. Okay, systemic risk. So as I said, systemic risk is the fact that you need to take into account all the links, implicit and hidden in the financial system. And so it may be defined as a risk, that a significant portion of the financial system, fails to function properly. Okay, and so now, after the financial crisis, after the collapse of Lehman Brothers, the monitoring and management of systemic risk becomes a crucial issue to market participants and also in the academic literature. And the main difficulty comes from the fact that before the industry
okay, was focused essentially on the management of its own institution, while now today financial system, okay, you have to take into account, okay, not the risk, okay, as its own, but as in its globality, okay. So in particular, it means that okay, you have to, okay, to consider all the contagion effects, okay, and you have to find adequate, suitable indicators for monitoring systemic risk. Okay, and so the different question, okay, which arise, okay, in the systemic risk management, okay, so you have to, okay, to find, okay, what are the mechanism, okay, which lead to systemic risk, how to measure, okay, the systemic risk, so find a suitable metrics, okay, to understand, okay, the importance of the systemic risk, and then how to monitor and how to manage, okay, systemic risk. And for this, okay, you need, okay, some quantitative and operational answer, okay, to address, okay, this crucial issue. Okay, and so how to model systemic risk? Okay, so in fact, you can understand, you can view the financial system, so like a system with a large number of interconnected components, okay, each of which evolve in a normal state or in a failed state, okay, and so they are interconnected, and typically what is important in systemic risk, okay, is to, for example, to evaluate, okay, what is the probability, okay, that you have an over failure of the system. Okay, so, and what, for example, okay, what are the effects that contribute to the behavior of systemic risk? Okay, so you have the intrinsic stability of each component, okay, the strength of the external random perturbation of the system, and the degree of interconnectedness or cooperation between components. Okay, so these are, okay, three important features, okay, which governs, the connection between the different components, the different banks, okay, in the financial system. Okay, and so now we see recently some first mathematical models. Okay, to model, okay, this systemic risk and all this feature of interconnectedness. Okay, so they can divide it in three categories. Okay, so there are some literature arising from particle system. Okay, so it's a bit borrow some ideas from statistical mechanics. So you see the different components as particles which interact together. There are also, okay, literature on mean field games. Okay, so in this literature, okay, so you model the, okay, for example, the amount of money of a bank, okay, through a diffusion, okay, with a drift, okay, which depend on the average of all the other banks, okay, and so it's like a mean field game. So there is a coupling between the borrowing and lending of between the different banks, and also theory of networks. So it's a whole idea from discrete mathematics. For example, okay, here is an example of a financial network. Okay, so I pick here all the banks, okay, and how they are interconnected. So it represents the lending and the borrowing between the different major institutions, okay, in the world. Okay, so it, as you can see, it's very complex. Okay, so this bank is connected to this bank and to other banks. So
it's a very it's a network which is quite complex. Okay, and in this framework, okay, what we would like to to understand, okay, is the mechanism and behavior of the failure propagation. So, for example, if a bank fails, how it will impact on the other institution, and, okay, and how it will propagate. Okay, it is also important to understand the network. Network stability, okay, of the strategic action of the different market participants, and so to analyze, okay, because of course every bank is in competition, so we want to analyze adversarial financial transactions. Okay, so as we have seen, okay, in general, okay, the network is quite complex, and so if you have to understand clearly the mechanism, okay, it is important to have a reduced complexity representation of the data generated by large and complex financial network. And for this, typically, you shall use ID from statistics. Okay, so it's important to develop a statistical method for high dimensional covariance estimation in a dynamic context. Okay, and use IDs from machine learning and high-dimensional statistical inference, okay, in order to be able to evaluate the correlation between the different in this network, okay. So it's a bit really so here, okay, you have to use ID from statistic in a high dimension, okay, which is something which is also very important also in many other fields, not only in finance. Okay, so so what are the risk management for tomorrow? So, to in some sense, okay, now what is important is to get a global view of quantitative risk. Okay, so compared to what was done before. Okay, so it means that now training should put emphasis on statistic and regulation. Okay, we have to develop new tools for risk detection. Okay, so the value at risk, okay, is something which was very popular. Okay, and value at risk was was a measure of risk, okay, which is suitable to understand what happened, okay, in case where there is a probability of default, but not if the default really occurred. Okay, but it means that now, okay, you know that now a default occur. So it's you have to rework, okay, to develop new risk measure, okay, in order to sanction based on this model. Okay, but by nature, okay, we know that models are structurally imperfect. Okay, so at best they simplify the reality. Okay, but as I said, okay, a model is wrong by definition. It cannot take into account all the complexity of the financial system. Okay, so the important challenge, okay, is to clarify the use that can be made of model. So it is important for both, especially for practitioner and quantitative analysis. Okay, so when they use this model, okay, they should know that they are false, okay, and if possible understand their limit. Okay, so a model, okay, is always valid under a certain set of conditions, okay, and it's important to understand the limit of this condition. And so it's why it is important also to develop tools for robust risk management, okay, in case of model misspecification. So in some sense, you have to find some universal risk management in the sense that, okay, you have some strategy, okay, which is a model-free independence, okay, which is robust, okay, to the fact that your model is not wrong, okay, and so it should hold, okay, whatever is your model.
Okay, so now you see an important literature about robust risk management, okay, that is fine dynamic strategy, okay, which in some sense are model free. Okay, so summarize, we can say that okay, mathematics is of key importance, okay, to understand and to clarify model and price use in economics and finance. Okay, so mathematics is useful in finance, and so, but it should not abuse. Okay, so it means that okay, when you use mathematics, okay, it's important to understand okay the assumption, okay, the limit of the condition, okay, under which you can apply okay, your result. It's important to make heuristic method precisely, okay, and so it's in this condition, okay, you see it's important to have a rigorous result in order to see under which condition okay your result hold true. It's important to work out numerous explicit example, okay, to understand okay, to have some financial interpretation and of your result. And also, okay, it leads the way for stress testing and robustness property. Okay, and maybe for also for mathematician, okay, it's sometimes it's in on its own it is a relevant mathematical theory, okay, which is nice for mathematician. Okay, so to conclude, okay. Can say that research in quantitative and mathematical finance now, okay, in order to address the challenge in financial risk management, so it should address the complexity due to the interaction and connectivity, okay, the fact that we have now a lot of financial data, so it's we are in the area of big data, and so. How to exploit in the optimal way all the data that we get, okay, and so we need to assess financial risk from a higher institutional level, okay, including overall or systemic risk, okay, not only your risk of noise, okay, but the risk of the at the institutional level, okay, so. After the crisis, okay, in some sense, mathematicians were really put guilty because many people think that mathematics was the cause of the crisis, and so much attention was paid to economists, regulators, and policymakers. While in fact, most of these people were. Really disconnected from the technical reality. So typically, okay, there is a lot of now we see the emergence of high frequency trading, okay, with powerful computers, and so it's there is a danger of creating a regulation which is completely disconnected from the market reality. Okay, so on one side, okay, all the economists, regulator, and all, on the other side, all the trend, all the quants. Who use very sophisticated computer in high frequency trading. And so I believe that there is a really of a necessity of a dialogue, okay, between the various players and the different disciplines involved, okay, in order to have a healthier financial system. Okay, so I think we'll stop here. Thank you for your attention. Thì trong cái buổi ngày hôm qua thì chắc mọi người cũng đã được nghe một số phát biểu và chia sẻ thông tin từ anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Vietcombank. Anh Tuân là người chịu trách nhiệm là giám đốc quản trị những cái dự án nâng cao năng lực quản trị của Ngân hàng Ngoại thương và là một trong những thành viên tham gia trong những chương trình mà cải cách và nâng cao năng lực quản trị chung của ngành ngân hàng.
của Ngân hàng Nhà nước. Nếu như hôm qua là một buổi chia sẻ thông tin mang tính high level, tức là của từ các cấp lãnh đạo, thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu một chút thông tin mang tính trung cấp, tức là ở phía của những người mà trực tiếp thực hiện những cái việc phân tích định lượng, mô hình hoặc dự báo. Và tiêu đề của cái bài phát biểu của tôi hôm nay là những thách thức trong hành trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng Việt Nam hiện nay. Bài phát biểu của tôi sẽ diễn ra trong khoảng 7 phút. Và sau đó thì tôi rất muốn mọi người sẽ có những câu hỏi trao đổi cụ thể từ phía những nhà nghiên cứu và những chuyên gia và những bạn sinh viên. Thì nếu như chúng ta đi nhìn một xa hơn trong quá khứ, thì cái công cuộc cải cách kinh tế sâu rộng của Việt Nam ấy đã bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đã tạo ra rất nhiều thay đổi quan trọng đối với nền kinh tế. Thì trong đó thì là có cái hoạt động là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Đơn cử như là nếu như các bạn xem về lịch sử ngân hàng Việt Nam thì sẽ có là trước đây là hệ thống ngân hàng của chúng ta là một cấp, gần như ngân hàng nhà nước là thực hiện vừa điều tiết thị trường, vừa điều tiết nền kinh tế và vừa thực hiện luôn những nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại như mọi người có thể thấy bây giờ. Thì sau một thời gian chúng ta đã tái cấu trúc thành hệ thống hai cấp. Và ngoài ra thì nền kinh tế cũng thêm mới những cái cấu phần tài chính như công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, là thị trường chứng khoán hiện nay, với cái nỗ lực là chuyển đổi cái nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà tương đối lạc hậu sang một nền kinh tế định hướng thị trường. Và một trong những cái bước đột phá quan trọng trong cái chính sách tự do hóa tài chính là sự ra đời của cái trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào năm 2000, mà hiện nay gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì trong cái hành trình đấy thì cho đến nay thì hệ thống ngân hàng vẫn đóng một cái vai trò chủ chốt và chi phối hệ thống tài chính như là xương sống của nền kinh tế. Về mặt vĩ mô thì để tiếp tục cái hành trình nâng cao thu nhập đầu người, kết quả của cái công cuộc cải cách ban đầu thì nhằm bắt kịp những quốc gia thịnh vượng trong khu vực để xây dựng một cái nền kinh tế thực sự năng động, thì Việt Nam vẫn đang cố gắng duy trì một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với một số nước trong khu vực. Và một cái chiến lược tăng trưởng dài hạn thì đòi hỏi sẽ dựa trên nền tảng là một nền kinh tế vĩ mô ổn định và một hệ thống tài chính vững chắc. Trong thực tế, mặc dù đã có những thay đổi đáng ghi nhận từ những năm tháng của giai đoạn kế hoạch hóa tập trung, cho tới nay thì khu vực tài chính của Việt Nam vẫn là một trong những khu vực có tốc độ cải cách chậm nhất và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong khi đó thì cái tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đang đặt ra rất nhiều áp lực về tiêu chuẩn hóa lên lĩnh vực này. Thì kể từ ngày mở cửa thì nền kinh tế đã trải qua rất nhiều thăng trầm và chịu ngày càng nhiều ảnh hưởng từ kinh tế thế giới. Đặc biệt là như mọi người có thể thấy là gần đây là cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã để lại những hậu quả cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng, mà cho đến nay vẫn đang phải tiếp tục giải quyết. Hệ thống ngân hàng trong nước đã bộc lộ nhiều yếu kém trong quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản. Gần đây thì 3 giờ tu, tiếng Việt là 3 giờ 2 đã trở thành chủ đề nóng và là một trong những thuật ngữ thường được nhắc đến trong các phát biểu hoặc là trong hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt khi mà Ngân hàng Nhà nước gần đây đã có văn bản chính thức về việc yêu cầu triển khai áp dụng thí điểm những yêu cầu của hiệp ước vốn này tại hệ thống, là cần có con người và cần có đủ dữ liệu để hỗ trợ cho việc tính toán đó trên cơ sở một cách liên tục và bền vững. Tức là nguyên văn của trong 3 giờ thu, tức là on an ongoing and sustainable basis. Tức là ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tính toán dựa trên một cơ sở liên tục và bền vững. Và tư tưởng của 3 giờ thu đó là sử dụng triệt để những dữ liệu thống kê vào các quyết định trong hoạt động kinh doanh. Về thuật ngữ thì đó chính là Data Analytics và là MIS, tức là những hệ thống quản trị thông tin, là việc forecasting, modeling, vân vân. Thì trong thời gian qua thì Vietcombank cũng luôn chủ động trong việc khảo sát và cập nhật những thông lệ tốt, và đồng thời luôn ý thức được cái sự kết nối giữa
của tam giác, đó là ngân hàng, cơ quan quản lý và các tổ chức nghiên cứu tư vấn, nhằm đem lại những cái hiệu ứng lan tỏa trong nhận thức của cơ quan quản lý và các ngân hàng xung quanh, với một cái tâm niệm đó là vì sự phát triển nhanh và mạnh hơn của lĩnh vực ngân hàng đất nước. Và để phục vụ cho hoạt động đo lường và lượng hóa các loại rủi ro, thì chúng tôi đã và đang chọn lọc sử dụng những sản phẩm đầu ra tốt nhất về toán kinh tế, toán tài chính của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, về tài chính định lượng của Viện John von Neumann, và bên cạnh những sinh viên của các trường đại học trong và ngoài nước khác. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng và hợp tác xung quanh chủ đề này. Chúng tôi cần cộng tác với những người có đầy đủ những kỹ năng để vượt qua những cái vấn đề về chất lượng thống kê. Như các bạn đã biết thì một trong những khó khăn chính trong việc làm công tác định lượng ở Việt Nam đó là vấn đề dữ liệu. Thì hiện nay mà thực sự là khi mà chúng tôi làm thực tế thì chúng tôi thấy là vấn đề dữ liệu vẫn còn là một vấn đề lâu dài. Và nếu chúng ta vượt qua được cái vấn đề này thì với tôi nghĩ là đối với những cái đội ngũ và như các bạn ngồi đây hoặc là những việc đầu ra đào tạo của các ngành thì chúng ta có thể tiến tới rất nhanh trong việc đẩy cao cái ứng dụng định lượng vào trong hoạt động của ngân hàng nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Và để chúng tôi cũng rất cần những sự hỗ trợ hợp tác để có thể phát triển những cái mô hình được yêu cầu trong hiệp ước vốn Basel hoặc là trong những cái nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thì tiêu đề của bài chia sẻ của tôi là liên quan tới những thách thức trong hành trình nâng cao quản trị rủi ro của các ngân hàng Việt Nam. Thì tôi cũng xin điểm qua một số thách thức mà theo cái kết quả khảo sát toàn cầu của một công ty tư vấn đó là KPMG trong Top 4. Thì cái thách thức lớn nhất thì vẫn là cái chiều dài và chất lượng dữ liệu. Đây là thách thức của 60% các ngân hàng trên toàn cầu khi triển khai Basel II. Và tại Việt Nam thì theo tôi con số này là 100%. Thì vừa qua chúng tôi đã có những cái chuyến khảo sát kinh nghiệm triển khai tại Anh Quốc, Nhật Bản, Úc và Hồng Kông. Thì hầu hết các ngân hàng khi mà đã hoàn thành việc mà triển khai Basel II thì cũng đều nhấn mạnh rất lớn về vấn đề quản trị dữ liệu và việc mà có những cái quy trình để giám sát để đảm bảo cái chất lượng dữ liệu cho ngân hàng, cũng như là kết hợp với dữ liệu của các cơ quan bên ngoài trong việc mà xây dựng các mô hình. Về sử dụng nhân lực thì đơn cử như là một ngân hàng Mizuho. Mizuho không phải là top những ngân hàng lớn nhất của Nhật, không phải trong top 3, nhưng mà họ có tới 500 chuyên viên chuyên làm phân tích định lượng. Như vậy như chúng ta biết là nó sẽ mở ra một cái cơ hội rất lớn cho giới định lượng mà Việt Nam bây giờ đang thời kỳ khá sơ khai. Thì trong đó họ làm những hoạt động như là phân tích dữ liệu, mô hình hóa, kiểm định mô hình, hoặc là đơn giản chỉ là dùng những kỹ thuật định lượng để làm báo cáo, reporting. Thì cũng theo cái kết quả khảo sát của KPMG ý, thì cái việc mà thiếu nguồn nhân lực cho việc làm những công việc định lượng thì là 59% các ngân hàng trên toàn cầu là cũng gặp cái vấn đề này, để tìm kiếm những nhân lực phù hợp cho hoạt động ứng dụng định lượng trong hoạt động của ngân hàng. Trong đó thì 50% các ngân hàng thừa nhận là cái khả năng công nghệ thông tin của họ cần có những cái đầu tư rất lớn để chuyển sang đáp ứng được những cái yêu cầu về quản trị rủi ro theo Basel II. Và ngoài ra thì cái sự thiếu hướng dẫn của cơ quan quản lý thì là 37%, và cái cam kết của ban lãnh đạo của ngân hàng thì chỉ chiếm 24%. Thì như các bạn đã thấy hôm qua thì anh Tuân cũng đã có bài phát biểu, nó thể hiện cái sự cam kết của senior management của Vietcombank đối với việc mà đầu tư cũng như là support cho việc ứng dụng định lượng trong ngân hàng Vietcombank. Thì thông điệp của Vietcombank tại hội thảo này là chúng tôi luôn chào đón sự hợp tác của các chuyên gia trong các việc triển khai các chủ đề, các yêu cầu và thực thu, và chúng tôi rất cần những cái phương pháp luận để đa dạng và phong phú để xử lý những thách thức về dữ liệu, đặc biệt ở trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, và để đáp ứng những yêu cầu của Basel II.
Thì chúng tôi hy vọng là các giáo sư, các chuyên gia và các bạn trẻ, sinh viên trẻ có thể nắm bắt được yêu cầu này và cái hành trình tất yếu này của lĩnh vực ngân hàng, và qua đó tăng cường trao đổi, nắm bắt nhu cầu thực tiễn và có sự chuyên tâm, tập trung nghiên cứu đối với từng lĩnh vực cụ thể và đồng hành góp sức cùng sự phát triển của ngành ngân hàng. Và lời cuối cùng là xin gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp và chúc buổi hội thảo mang lại nhiều điều bổ ích tới các thành viên tham dự. Xin trân trọng cảm ơn. Các anh và các bạn trình bày cái bài cuối cùng trong buổi hội thảo ngày hôm nay, và bài trình bày này cũng ngắn thôi. Kiểu cách sơ lược không phải là các tiêu chuẩn bây giờ, mà thực ra là mình sẽ trình bày về những tổng kết về những cái mô hình toán trong Bayesian để chúng ta hiểu thêm về cái việc ứng dụng toán và cái tính chất định lượng của các cái mô hình trong các tiêu chuẩn Bayesian nó đã diễn ra như thế nào. Rất là sơ lược. Đây có. Vâng, thế thì bài trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói một chút về lịch sử của những cái tiêu chuẩn Bayesian, và chúng ta sẽ chuyển sang thảo luận về của các cái mô hình toán trong bây giờ, cũng như là những cái định, những cái hướng tương lai về các mô hình định lượng trong trong tài chính. Sơ lược về lịch sử thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh, tức là bây giờ được đặt ra để tăng cái tính ổn định và cái tính đồng nhất của hệ thống tài chính trên thế giới, và quy định ra những cái tiêu chuẩn dự trữ cho các ngân hàng để đề phòng cho những trường hợp rủi ro. Và mục tiêu cuối cùng là đề ra được cái capital của những ngân hàng cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn như thế nào. Thế thì bây giờ được cái committee được thành lập vào những năm 1970, và sau đó thì đến năm 1988 là họ đã cho ra cái tiêu chuẩn bây giờ đầu tiên, bây giờ 1. Cái tiêu chuẩn bây giờ 1 thì về mặt mô hình nó như thế nào? Nó chỉ đề cập đến rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng trong ngân hàng. Dĩ nhiên trong ngân hàng thì rủi ro tín dụng là cái mảng lớn nhất và cái rủi ro lớn nhất trong hầu hết tất cả các ngân hàng. Và họ đề ra tiêu chuẩn là ngân hàng phải có một cái lượng vốn dự phòng lớn hơn hoặc bằng 8% của tổng tài sản có rủi ro tín dụng. Như vậy thì đây là một cái tiêu chuẩn được thống nhất bởi cái ủy ban, và cái con số 8% này được thảo luận và được dựa trên những cái số liệu và những kinh nghiệm của họ trong quá khứ. 8% của tài sản rủi ro tín dụng. Thế thì tiếp theo đến năm 1996 thì thị trường tài chính phát triển rất là mạnh, và các cái ngân hàng bây giờ không chỉ còn cái mảng tài sản tín dụng mà họ có một phần rất là nhiều những tài sản đầu tư trong thị trường tài chính, và do vậy là họ chịu cái rủi ro thị trường rất là lớn. Nên ủy ban đã đưa thêm cái phần rủi ro tín dụng vào trong tiêu chuẩn bây giờ 1. Và cái rủi ro tín dụng được tính bằng cái value at risk nhân với một cái hệ số từ 3 đến 4. Sau đó thì cái tài sản chịu rủi ro tín dụng bằng rủi ro tín dụng nhân với 12,5. Thì các anh chị có thể thấy rằng là sau đó thì vốn của ngân hàng phải lớn hơn 8% của tổng các tài sản chịu rủi ro. Nhưng mà chúng ta tách ra thì chúng ta thấy rằng là cái phần rủi ro tín dụng ban đầu vẫn là 8% nhân với tài sản rủi ro tín dụng. Còn cái phần rủi ro thị trường thì vì nó đã được nhân thêm 12,5 và sau đó nhân thêm 8% thì là nó trở lại cái rủi ro thị trường ban đầu, tức là cái value at risk nhân với cái hệ số. Thế thì cái điểm yếu của tiêu chuẩn Bayesian 1 đó là cái mô hình về rủi ro tín dụng rất là sơ lược. Nó chỉ là một con số đơn giản là 8% nhân với cái tài sản rủi ro tín dụng, mà không có cái căn cứ tiêu chuẩn nào vì sao lại như vậy. Cái rủi ro thị trường thì nó khá hơn, bởi vì là cái sự đưa vào của cái value at risk là một cái công cụ rất là nổi bật trong những thời gian những năm 1990 đã được phát minh ra. Thế thì ủy ban đã tìm cách để nâng cấp cái bây giờ 1 này, và bắt đầu vào những năm 2001 là đã có cái văn bản của bây giờ 2, chuẩn bị cho bây giờ 2. Trong đó có cái điểm quan trọng đó là phải nâng cấp cái đo lường của rủi ro tín dụng. Thêm nữa là cái rủi ro hoạt động bắt đầu trở nên nghiêm trọng và phải đưa cái rủi ro hoạt động vào.
còn rủi ro thị trường thì được nâng cấp thêm một chút nữa. Cụ thể là như nào? Cụ thể là thay vì rủi ro tín dụng tính bằng 8% nhân tài sản rủi ro thì bây giờ người ta sẽ tính ra cái rủi ro thực sự của những cái sản phẩm tín dụng. Nó sẽ là được tính từ những cái tham số khác, có thể các anh chị đều biết như là PD, NGD, vân vân. Và sau đó thì người ta lại tính ngược lại cái rủi ro, cái tài sản chịu rủi ro tín dụng bằng 12,5 lần rủi ro tín dụng và chúng ta lại nhân 8% như ban đầu. Về rủi ro thị trường thì cũng chưa có mô hình nào cho rủi ro rủi ro hoạt động thì chưa có mô hình nào cho rủi ro hoạt động. Thì người ta đề xuất là 15% nhân với trung bình doanh thu những doanh thu dương, trung bình của những doanh thu dương trong 3 năm gần nhất. Và cái cách tiếp cận mà nó cụ thể hơn là người ta phân loại những hoạt động của ngân hàng vào 8 loại khác nhau và tính rủi ro hoạt động cho từng loại và sau đó chúng ta cộng trung bình lại. Và rủi ro thị trường thì người ta cũng nâng cấp hơn một chút, đó là phân làm 4 loại rủi ro thị trường và sau đó tính lại tài sản chịu rủi ro cho từng loại và chúng ta cộng lại. Thế thì để tổng kết đến hai cái tiêu chuẩn Basel, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là rủi ro tín dụng đã được nâng cấp đáng kể từ Basel 1 sang Basel 2. Rủi ro thị trường thì đã được đưa vào từ Basel 1 và nâng cấp thêm một chút cho trong Basel 2. Rủi ro hoạt động thì được đưa vào trong Basel 2. Và cuối cùng là chúng ta cộng lại cho tất cả ba các loại rủi ro. Bây giờ hai có một cái điểm yếu, có rất nhiều điểm yếu. Và chính vì thế mà vì sao chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ 2 so với bây giờ 1 cái thời gian của nó rất là ngắn. Khi mà các ngân hàng trên thế giới triển khai bây giờ 2 vào những năm 2005 trở đi thì chỉ vài năm sau đó chúng ta thấy là có cuộc khủng hoảng xảy ra. Và đến 2008-2009 là ủy ban đã phải ngồi lại để họp để đề ra những tiêu chuẩn cho bây giờ 3. So với bây giờ 1 là cái bây giờ 2 đã cái thời gian sống của nó rất là ngắn. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có những cái điểm yếu rất là lớn. Đó là trong khi tính rủi ro tín dụng, họ đã phải dựa vào những cái rating của những cái đánh giá của những cái công ty tín dụng được gọi là độc lập. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là các công ty tín dụng này cũng không hề độc lập một chút nào. Khi mà họ đưa ra những cái đánh giá tín dụng thì họ đã bị bias rất nhiều vào khách hàng của họ và hầu hết là họ đã đưa ra những cái tín dụng, những cái đánh giá tín dụng của họ dựa trên những mô hình định giá mà nó cao hơn cái rủi ro rất là nhiều. Cái điểm yếu thứ hai đó là cái framework của Basel nó tạo ra một cái tính tăng tính chu kỳ của nền kinh tế, tức là khi mà nền kinh tế mà nó đang trong giai đoạn phát triển thì những cái dự phòng vốn của các ngân hàng nó lại tăng giá. Tức là anh dự phòng ra 8% là một số tiền nào đó, nhưng mà khi mà giá tài sản tăng lên thì cái số tiền dự phòng nó tăng lên và cái tỷ lệ người ta lại vượt lên 8%. Và khi tỷ lệ vượt lên 8% thì làm sao ạ? Thì các ngân hàng không khi nào mà để tỷ lệ quá cao làm gì cả, họ lại rút bớt tiền ra để đầu tư. Và rút bớt tiền ra lại làm tăng giá tài sản, tăng giá thì lại làm tăng cái tỷ lệ mà họ có. Và cứ như vậy nó làm tăng cái tính chu kỳ, làm giá tài sản tăng lên rất là nhiều. Và mọi quá trình nó đảo ngược lại, khi mà kinh tế suy thoái, tỷ lệ của họ bị giảm đi, họ phải bán tài sản và giá lại càng giảm và lại càng làm giảm tỷ lệ của họ. Cái điểm cuối cùng là những cái vấn đề về chứng khoán hóa. Để tôi sẽ không nói thêm nhiều. Và chính vì vậy là sau cái cuộc khủng hoảng vừa qua thì là ủy ban đã phải nhanh chóng họp hành để đưa ra những cái tiêu chuẩn của Basel 3, những cái tiêu chí cho Basel 3. Thế thì những cái tiêu chí Basel 3 thay đổi quan trọng nhất đó là cái tỷ lệ 8% này phải nâng lên. Và đã có cái lộ trình cho đến năm 2019 là những cái ngân hàng của các nước phát triển phải nâng lên 14%. Nâng lên không chỉ về số lượng mà nâng lên về chất lượng nữa. Tức là cái cơ cấu vốn nó được giám sát chặt chẽ hơn, cái vốn loại 1 phải nâng lên 4%, 4,5% chứ không phải là 2% như trước. Tôi sẽ không đi sâu hơn bởi vì cái số liệu này đã rất là phổ biến. Họ đã đưa thêm vào cái quy định về tỷ lệ đòn bẩy, tức là vốn loại 1 phải trên 3%. Và thêm hai cái điểm mới nữa đó là hai cái tiêu chuẩn cho rủi ro
thanh khoản. Và tóm lại là chúng ta có cái bảng tổng kết cho những cái mô hình cho ba loại, bốn loại rủi ro trong các ngân hàng trong ba cái tiêu chuẩn vừa rồi. Vậy chúng ta sẽ thảo luận một chút về các mô hình. Thì khi ngay bài trước anh Giang đã nói là vì sao chúng ta tập trung ở Việt Nam, nó tập trung quá nhiều vào rủi ro thị trường mà không phải là rủi ro tín dụng, là cái nhu cầu rất là lớn. Thì trước hết là tôi nói về cái độ, mức độ ứng dụng về toán học trong các cái loại rủi ro này. Thì các thầy cô và anh chị có thể thấy theo thời gian tất cả các mô hình đều tăng lên về cái tính định lượng. Rủi ro tín dụng ban đầu rất là đơn giản, một cái tỷ lệ 8%, sau đó được nâng cấp lên. Rủi ro thị trường cũng vậy, và rủi ro hoạt động cũng rủi ro hoạt động thì không có mô hình nào rõ ràng lắm. Nhưng mà đó là theo thời gian, còn theo loại hình rủi ro thì có cái mũi tên chỉ lên. Các anh chị có thể thấy là cái mặt khả năng ứng dụng toán hay là tính định lượng của rủi ro hoạt động là thấp nhất, sau đó thì đến rủi ro thị trường, và cuối cùng là đến rủi ro tín dụng. Thì không biết anh chị có thể hình dung là vì sao lại như vậy không nhỉ? Rất là đơn giản, bởi vì rủi ro hoạt động là cái rủi ro rất là khó định lượng. Rủi ro hoạt động nó rất là đa dạng, rất là nhiều các loại hình rủi ro khác nhau, như là những người làm sai quy định, hay là cháy nhà, hay là những cái rủi ro về pháp lý vân vân. Thì tất cả những cái loại rủi ro đó nó rất là đa dạng và nó không có tính chung nào cả, và số liệu của nó cũng rất là ít, một năm chỉ có vài chục trường hợp, thì làm sao chúng ta có thể mô hình được. Tiếp đến thì là rủi ro thị trường. Rủi ro thị trường đã được mô hình định lượng đầu tiên rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì là rủi ro thị trường chúng ta có thể áp dụng những cái mô hình rất đơn giản. Như Giang đã nói là mô hình trong rủi ro thị trường khá là đơn giản, và nó thường tuân theo những cái mô hình có tính liên tục. Rủi ro thị trường có tính liên tục bởi vì cái phân bố của cái tăng trưởng tài sản nó khá là đều, và chúng ta có thể áp dụng những cái mô hình liên tục vào trong rủi ro thị trường. Và rủi ro tín dụng là cái cuối cùng, là cái khá là khó khăn nhất, bởi vì là nó là mô hình rời rạc. Ở trong toán thì những mô hình rời rạc bao giờ nó cũng khó hơn là mô hình liên tục. Thì đó là mức độ ứng dụng toán trong các loại hình rủi ro. Thế đây tôi cũng muốn nói thêm một tí mà anh Giang cũng nói, là vì sao mà chúng ta, thế giới nghiên cứu họ lại tập trung vào rủi ro thị trường nhiều như vậy mà không phải là rủi ro tín dụng. Thì không phải, một mặt nó là rủi ro thị trường dễ làm hơn rủi ro tín dụng, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là rất là đơn giản, bởi vì là cái dữ liệu cho rủi ro thị trường nó rất là đầy đủ và nó miễn phí hoàn toàn, nên là những nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu là cũng lấy dữ liệu trên thị trường trước và mô hình những cái rủi ro thị trường trước. Còn rủi ro tín dụng thì không phải là đơn giản để có thể chúng ta có được những cái bộ dữ liệu tín dụng trong ngân hàng Việt Nam, hay là trong toán tài chính nó ra, toán gốc nó ra. Vâng, xin lỗi. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại là cái cách mà người ta dự định, người ta đo lường rủi ro như thế nào. Thì để đánh giá rủi ro, chúng ta đầu tiên chúng ta mô phỏng cái phân bố của cái lợi nhuận của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ cân chỉnh cái mô hình của chúng ta để tìm ra những tham số phù hợp cho thị trường. Sau khi có xong thì chúng ta tính ra một cái giá trị đo lường rủi ro, và cuối cùng là chúng ta tính ra cái giá trị vốn dự phòng. Đó là những cái bước cơ bản để chúng ta triển khai mô hình rủi ro. Thế bây giờ chúng ta để ý như thế này. Chúng ta lấy cái mô hình Value at Risk là cái mô hình phổ biến ngay trong rủi ro thị trường. Cái mô hình tính rủi ro, trong rủi ro tín dụng chúng ta cũng tính bằng một cái mô hình tương tự VA. Thế thì để xác định rủi ro, chúng ta xác định cái phân phối của cái tài sản. Cái phần màu bên trái là phần thua lỗ. Bây giờ chúng ta muốn dự phòng cho thua lỗ này, chúng ta tính ra cái VA là cái phân vị ở một cái mức độ bao nhiêu phần trăm đó. Tuy nhiên mọi người đều biết rằng là VA là chỉ là cái phân vị, nó đảm bảo chúng ta không thua lỗ quá mức VA trong 95 hay là 99%. Thế còn khi mà thua lỗ vượt quá VA thì sao? Và dĩ nhiên là mọi người đều biết là thua lỗ thì đều có thể vượt quá VA. Do vậy là cái bước cuối cùng người ta dự phòng vốn.
người ta không thể dự phòng 4 bằng va mà người ta phải nhân thêm va vào một cái hệ số nào đó. Ví dụ bây giờ 2 thì là quy định là chúng ta phải nhân thêm 3 lần va vào. Thế thì giờ chúng ta nhìn lại là cái quy trình quản lý rủi ro như vậy thì nó có tính chất như nào? Tức là các cái nhà mô hình định lượng. Các cái nhà mô hình định lượng này chỉ tính cho ngân hàng cái giá trị rủi ro. Sau đấy các nhà quản lý không sử dụng trực tiếp cái giá trị rủi ro của các cái mô hình định lượng này. Họ phải nhân thêm một cái hệ số vào. Với 3 thì họ phải nhân thêm một số 3. Với rủi ro tín dụng thì họ phải nhân thêm 8% và sắp tới họ sẽ nâng lên 14%. Với rủi ro hoạt động thì họ nhân thêm 15%. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái quá trình mà chúng ta ước lượng rủi ro, chúng ta có một cái hệ số rất là lớn ở đây. Và cái hệ số này được xác định không phải bởi những cái mô hình định lượng mà xác định bằng kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ, cụ thể là những cái cuộc khủng hoảng. Cái cuộc khủng hoảng đó đã dẫn đến cái hệ số từ 8% này nâng lên 14%. Thế thì cái mô hình đó nó biểu diễn cho cái gì? Nó biểu diễn cho cái phần đuôi của phần phân bố xác suất này. Và vì chúng ta không ai có thể biết được phần đuôi nó là bao nhiêu, các mô hình cũng không tiên đoán được phần đuôi nó là bao nhiêu cả. Và do vậy là chúng ta phải thêm các hệ số vào cho cái phần đuôi này để dự phòng rủi ro. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là ngay cả khi chúng ta đã nâng cái phần đuôi lên từ 8 đến 14% trong Bayesian 3 thì liệu Bayesian 3 đã an toàn hay chưa? Liệu sau khi triển khai xong Bayesian 3 thì chúng ta đã an toàn hay chưa? Không ai có thể chắc chắn được. Dĩ nhiên là chúng ta an toàn hơn trước bởi vì là vốn dự phòng của chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà cũng không có mô hình nào mà chúng ta phỏng đoán được cái tương lai xấu nhất sẽ là bao nhiêu, 14% liệu có đủ hay không. Thế thì chúng ta sang phần 3, chúng ta nói về những mô hình trong tương lai. Đó là có một cái rủi ro rất lớn. Cái rủi ro rất lớn này nó nằm ở trong cái hệ số mà người ta đưa vào. Bởi vì không ai biết nó là bao nhiêu nên người ta chỉ ước lượng một cái hệ số nào đó dựa trên kinh nghiệm 3 hay 4 hay là 15%. Và khi mà trường hợp khủng hoảng xảy ra thì tất cả các tài sản nó đều biến đổi một cách không thể tiên đoán được và hầu hết là các mô hình đều sai. Khi đó là thua lỗ nó nằm ở phần đuôi và nó có vượt 3 hay 4 hay không thì chúng ta đều không thể biết được. Và để tiếp cận cái cách xử lý khủng hoảng này thì các nhà nghiên cứu đã phải có một cách nhìn khác về những cái mô hình rủi ro. Trong đó chúng ta phải coi thị trường tài chính không phải là với thị trường với những cái tài sản diễn biến riêng lẻ theo thời gian, những cái time series nữa. Đấy là cái cách nhìn cũ, cái cách nhìn mới là chúng ta phải nhìn thị trường như là một cái hệ thống tương tác với nhau. Và hệ thống này nó là một bài toán con của một cái bài toán lớn hơn trong thực tế. Đó là những hệ thống của bài toán phức hợp. Nó xảy ra ở những hiện tượng trong tự nhiên như là tuyết lở hay là động đất, trong xã hội như là những cái hiện tượng đô thị hóa hay tài chính hay là giao thông. Thì đó là cái bài toán của những cái hệ tương tác rất là nhiều vật. Và chỉ có khi mà chúng ta hiểu được cái bài toán đó cho cái trường hợp thị trường tài chính thì chúng ta mới hiểu được là vì sao có khủng hoảng và chúng ta hy vọng là chúng ta có thể đo lường được cái cường độ khủng hoảng đó. Thế để hình dung thì tôi làm một cái ví dụ rất là đơn giản này, các bạn làm toán có thể là sẽ thấy thú vị. Nếu là chúng ta ném một quả bóng xuống mặt phẳng thì chúng ta có thể với cái vận tốc ban đầu, với cái vị trí ban đầu, chúng ta có thể tiên đoán rất là dễ cái đường đi của quả bóng, đúng không ạ? Tuy nhiên bây giờ chúng ta làm phức tạp hơn là chúng ta có hai quả bóng và chúng ta gắn với nó với một cái lò xo, và tôi cũng cho một vận tốc ban đầu, thì ngay lập tức cái bài toán trở nên rất là khó. Rất là khó để tiên đoán được hay để tính toán được cái tọa độ của các quả bóng và vận tốc của chúng trong thời gian. Hai quả thì có thể giải được, nhưng mà ba quả hoặc là 10 quả thì chúng ta không thể biết là nó nảy như thế nào, nó nảy về phía nào và nó có thể nảy bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu. Rất là khó. Và nếu 100 quả thì chúng ta không có cách nào giải được. Và thông thường khi mà không có cách nào giải được thì các nhà mô hình sẽ nghĩ đến một cái mô hình khác, là chúng ta mô phỏng. Nếu mà chúng ta không giải được, chúng ta phải mô phỏng. Và cái ý tưởng này đã được đưa ra rất là nhanh sau cái cuộc khủng hoảng, khi mà họ cho rằng là chúng ta phải coi thị trường tài chính
như là một cái hệ thống phức hợp trong một cái network chung của tất cả những cái vấn đề kinh tế và xã hội. Thế là bài toán lớn, nhưng mà nếu bài toán nhỏ chúng ta tách ra thì chúng ta phải coi thị trường tài chính như là một tổng hợp của những cái tương tác khác nhau giữa những cái người sản xuất, những người tiêu dùng và những cái đối tác tài chính khác nhau. Tất cả mọi thứ nó tương tác với nhau. Thế thì để hiểu được bài toán khủng hoảng thì chúng ta sẽ xây dựng những mô hình dưới dạng là agent-based modeling, là những cái mô hình đối tượng tương tác nhỏ. Trong đó chúng ta sẽ mô phỏng những cái đối tượng tham gia thị trường tài chính, mô phỏng hành vi của họ. Và chúng ta sẽ simulate theo thời gian để tìm ra xem là cái quy luật diễn ra khủng hoảng là như thế nào. Thì chỉ có thể từ đó mà chúng ta hiểu hơn được về khủng hoảng, và chúng ta có cái nhìn là chúng ta nhân tỷ lệ số bao nhiêu trong trường hợp nào. Như là anh Tuân hôm qua nói là cái bây giờ 2 hay bây giờ 1 không quan trọng. Bởi vì chúng ta phải nhìn làm sao cho nó phù hợp với cái từng thị trường và từng tính chất của thị trường. Thế thì nhìn thế nào cho nó phù hợp thì nếu mà không có mô hình chúng ta cũng không thể nói được. Và nếu mà cần phải tìm mô hình thì chắc chắn nó phải là những mô hình mà nó có cái nhìn rộng hơn rất nhiều của những mô hình trước đây. Vâng, thì tôi xin được hết. Cảm ơn ạ. Thì thực ra là trước khi cho hội nghị bàn tròn thì tôi sẽ nói có hai cái loại thông tin mà thực ra mình bỏ qua ấy, và trên thị trường mình bỏ qua và mình không khai thác nó rất là tí. Nhưng mà hiện nay thì tôi chỉ có một cái định luận thế này, tức là trong một số thời gian đã nghiên cứu và như bây giờ này, thì tôi thấy là tất cả các tiêu chuẩn mà mình đưa ra và mình đi theo cái thông lệ quốc tế thì nó có vẻ như là mình chỉ dựa trên một cái tiêu chuẩn chung mà chưa có tính chất vĩ mô. Tại vì quốc tế người ta đã áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng trên thế giới và đưa ra thì cái phần mà điều chỉnh ấy thì nó đọc thì nó thấy không bao giờ rõ ràng là nên điều chỉnh như thế nào. Ví dụ đơn giản là tôi làm ngân hàng Vietcombank thì hệ số của tôi là bao nhiêu và cái phương pháp để điều chỉnh cái hệ số như thế nào thì hoàn toàn là mình không nhìn thấy trong đấy. Và các nhà nghiên cứu cũng gần như là không đề cập đến cái chuyện là phải nghiên cứu cụ thể như thế nào cho một ngân hàng cụ thể, bởi vì chúng ta sẽ làm việc với một ngân hàng cụ thể chứ không phải là từ ngân hàng cụ thể để chúng ta lên cái hệ thống ngân hàng. Và sau đó thì dưới góc độ, đây là quan điểm của tôi ạ, thì chúng ta, tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay dưới con mắt của hai cái xu hướng nghiên cứu mới hiện nay trong kinh tế học, đó là tài chính hành vi và kinh tế học hành vi, thì chúng ta đừng tham vọng là chúng ta sẽ làm một hệ số điều chỉnh mà cho tất cả các ngân hàng. Bởi vì mỗi một ngân hàng sẽ làm việc với một nhóm khách hàng khác nhau và cái rủi ro của mỗi một ngân hàng nó sẽ khác nhau, mức độ an toàn vốn của ngân hàng sẽ khác nhau. Cũng như là công ty bảo hiểm thì anh chị biết là có cái hiệp ước SOLC2 á, thì nó cũng tương đương về cái hiệp ước này về an toàn vốn của bảo hiểm. Thì mình làm việc với đối tượng nào thì mình sẽ hiểu đối tượng đấy và mình sẽ tính toán cái hệ số đấy, hệ số điều chỉnh đấy trên cơ sở là khách hàng của mình và cái mình đang đối mặt. Thì tôi nghĩ là cái đấy nó sẽ đi vào cái rủi ro riêng và cái rủi ro của ngân hàng. Thì ngoài cái rủi ro chung thì tôi chỉ muốn bình luận là nếu như sau này mà chúng ta mà phát triển ở cái nghiên cứu theo cái hướng đó, cái hướng mà mình sẽ làm cái hệ số điều chỉnh và cho từng ngân hàng một, cụ thể là anh Lực có nói là ngân hàng anh là 9%, nhưng cơ sở nào đó là 9% hay là 10% hay 14%, thì nó nên có một cái phương pháp luận ấy, mà không phải là phương pháp luận đấy không đơn giản là mình chỉ tính cái số ra đó nhiều, mà trên quan điểm nào thì anh điều chỉnh như thế nào, thì các kinh nghiệm của những người điều chỉnh trên ngân hàng khác nhau thì nó sẽ tạo ra một cái phương pháp luận mà khi tôi áp dụng cho ngân hàng của tôi sẽ có những cái số liệu cụ thể mà để tôi làm cụ thể. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp này nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái bình luận thứ hai của tôi làm thì tôi rất là thú vị. Ví dụ của anh khi mà anh đưa cái ví dụ về lý, tôi biết là anh đúng là dân vật lý thôi, là cái này nó rất là hay. Và khi đưa ra bốn cái vật đấy thì thực ra là trong cái nghiên cứu xử lý dữ liệu bây giờ nó có một cái mảng là mảng data mining ấy. Thì cái này rất là hay, bởi vì là khi mình có 10 vật hay 100 vật thì tất cả nó là hoạt động nó tương tác với nhau theo kiểu hộp đen, thì lúc ấy mình nên xử lý cái thông tin theo kiểu hộp đen. Thì khi mà ra cái kết quả cuối cùng ấy thì hình như là anh cũng là chắc là đang làm theo cái dạng hộp đen như thế đó. Thì cái hệ số cuối cùng của mình nó hoàn toàn là
là nó theo cái dạng hộp đen đấy, nó phù hợp với cái hộp đen mà mình đưa vào cái mô phỏng đấy. Thì theo tôi có hai cái bình luận như thế thì nó có thể chúng ta có thể làm nó tốt hơn. Và tôi hiện nay cũng đi theo cái hướng đấy, là mình xin được chia sẻ với các anh chị ở đây. Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, thế sao tôi trả lời nhanh thì cái bình luận thứ nhất là chị nói là chúng ta không biết để bao nhiêu, thì đúng là chúng ta không có mô hình thì chúng ta không thể nói là để bao nhiêu được, đúng không? Và nhưng mà như chị nói là chúng ta có thể tính ra những cái hệ số cho riêng từng ngân hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được trong cái bài toán mô phỏng tài chính hành vi. Vì chúng ta không chỉ mô phỏng trong quả bóng giống nhau, chúng ta sẽ mô phỏng mỗi quả bóng có tính chất khác nhau, có những cái phân bố và những cái độ vào khác nhau, và từ đó chúng ta mô phỏng xem là khi mà họ dự phòng chừng này thì nó có hiệu quả hay không ạ. Và còn cái thứ hai, cái hướng hộp đen của chị thì đúng là chúng tôi cũng chưa nghĩ tới ạ. Chúng tôi đang đi từ vi mô trở lên, và cái đề án này cũng đã gửi lên viện Thầy Châu rồi, mà bên viện toán đã đang xem xét cái hướng nghiên cứu như này. Tôi nghĩ là về mặt cơ sở, về mặt mặt phương pháp luận thì ví dụ anh chị là học ở bách khoa hoặc là một số trường đại học mà kỹ thuật ấy, thì cái data mining là hiện nay là rất là phổ biến, nhưng mà nó mang ứng dụng ở kinh tế, nghiên cứu kinh tế và phân tích dữ liệu ấy thì nó hơi ít. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái hộp đen, là cái data mining là cái gì nó rất là khó, nhưng thực ra nó tôi đã làm được, thế không, nếu làm dạng hộp trắng thôi thì nó đã có rất nhiều kết quả rồi. Thì khi chúng ta chuyển hộp đen thì nó phù hợp, rất phù hợp với lại cái quản trị rủi ro của chúng ta. Chị nói rất hay là nếu mà chúng ta không có mô hình mà chúng ta cứ chạy theo thế giới thì rất là mệt. Tôi xin có một số ý kiến đóng góp về cái bài trình bày của anh Quang, cũng như để làm rõ hơn với mọi người ở đây về cái hiệp ước vốn Basel. Thì trong hiệp ước Basel thì nó có rất nhiều cái quy định, và nếu như mình đi sâu vào kỹ thuật ngay ấy, thì mình sẽ rất dễ là bị rối. Vì cách đi một tháng thì tôi có sang London và tôi vừa nói chuyện với cả ENY bên UK ấy, thì họ khi mà họ giới thiệu về Basel, họ không trình bày kỹ thuật, họ chỉ trình bày những cái ý tưởng và cái lịch sử tại sao như thế. Thì lúc mà mình khi mà mình triển khai các mô hình ấy, và ứng dụng toán học vào ấy, thì mình sẽ có một cái hướng để mình nắm được cái tinh thần. Tức là ở đây nó có rất nhiều vấn đề mà tôi muốn nói, ví dụ như có một cái tricky point mà mọi người vừa nãy hơi kiểu cảm giác hơi confused, là việc mà so sánh cái hệ số an toàn vốn của Việt Nam ấy, nói là một ngân hàng này là 12, 13, như thế có cao hơn so với chung hay không ấy. Thì ở trong Basel ấy, thì nếu như là bước tiến từ Basel 2 so với Basel 1, nó là một bước nhảy vọt trong việc mà ứng dụng các mô hình thống kê, trong việc mà mô hình hóa để tính cái mức độ vốn tối thiểu để phục vụ cho việc đảm bảo vốn. Nhưng cái mục đích của nó là để làm sao mà khi mà một ngân hàng bị gặp vấn đề thì cái lượng vốn của nó là buffer, cái vốn đệm của nó để ra ấy, nó có thể giải quyết được cái vấn đề của ngân hàng đấy mà không mang tính lây lan so với các hệ thống ngân hàng chung, các ngân hàng khác. Thì đấy là một trong những cái mục tiêu để tại sao anh phải dành vốn cho phần rủi ro tín dụng, phải giao rủi ro thị trường, rồi là rủi ro hoạt động. Và Basel 3 thì là phần đầu tiên về International Conversion, và trong đấy nó quy định thêm về Liquidity Risk. Nếu như Basel 2 thì là một cái sự thống nhất mang tính quốc tế để đưa ra một cái khung về quy định sự an toàn vốn rủi ro tín dụng, thì Basel 3 thì là về rủi ro thanh khoản và có rất nhiều rủi ro trong ngân hàng. Nếu như mọi người để ý về mặt ứng dụng thì cũng như cái phòng PR, cái phòng mà public relation ấy, nó cũng là một cái loại rủi ro ở trong cái bước 4, nó chính là cái reputation risk, nó quản lý cái rủi ro về reputation của ngân hàng. Thì đấy là một cái điểm thứ hai là tôi muốn nhấn mạnh, là cái việc mà để so sánh cái hệ số K giữa các ngân hàng trong nước với cả ngân hàng nước ngoài, thì có một cái điều cốt yếu ấy, đấy là cái áp dụng cái hệ thống kế toán. Hiện tại là Việt Nam đang dùng cái chuẩn mực kế toán Việt Nam. Khi anh muốn áp dụng để so sánh những cái hệ số K đối với nước ngoài thì anh phải có một cái chung, ví dụ như dùng cái ghép của Mỹ hay là IFRS. Thì nếu mà anh switch được sang ấy, thì hai cái mà anh gọi là K ấy, nó mới so sánh được với nhau.
Còn nếu không thì mình không thể so sánh được, bởi cái thước nó khác nhau rồi. Và cái ý nữa là mọi người ở đây nếu như là chưa dành thời gian nhiều thì sẽ rất dễ nhầm giữa cái mà tính vốn minimum requirement capital với cả cái economic capital. Tức là nếu như là ban đầu thu quy định là vốn tối thiểu là 8%, đúng không ạ? 8% thì đây là quan điểm của G10, là những thành viên đầu tiên của BIS, là ngân hàng thanh toán quốc tế sau cái sự kiện ngân hàng Herstedt của Đức như năm 74 thì đấy, 74-75. Thì đây là quan điểm G10. Còn khi mà SVB, Vietcombank trong cuối năm 2015 này, họ có một cái mốc, nếu họ muốn triển khai ở Việt Nam thì họ phải localize những cái quy định đấy cho phù hợp với Việt Nam. Thì nó có thể là không phải 8% nữa mà có thể là 9%. Thì đấy là cái mà mọi người tôi cảm giác như mọi người có vẻ hơi, tức là có vấn đề đấy, nó hơi confused phần đấy. Và nếu như là như ý của chị Thủy là các ngân hàng không thể là áp dụng chung một cái đấy, một cái hệ số đấy, bởi vì cái đấy là quan điểm của SVB. Khi mà anh áp ra một cái này, các ngân hàng phải áp dụng một cái mức dự trữ vốn như thế này, thì đấy là quan điểm của SVB mặt quản lý. Còn nếu như là Basel II nó cũng quy định là nếu như ngân hàng có đủ năng lực và đủ cái sự minh bạch trong việc xây dựng các mô hình, có thể tự xây dựng mô hình và đề xuất với SVB để đề xuất để áp dụng riêng những cái quy định vốn, thì đấy chính là economic capital. Và anh có thể hoạt động run cái ngân hàng của anh dựa trên những cái đấy, và SVB vẫn ấp úp là nó đảm bảo là 8%, 9% như thế này, thì cái ROE, return on equity nó sẽ là bao nhiêu? Chúng tôi tính kiểu như anh Quang nói, hoàn toàn chạy được. Và chúng tôi đã quyết định là như thế, chúng ta nên để hệ số K. Thứ nhất là phải đáp ứng yêu cầu của nhà nước, đó là 9% đã, ông không làm không được. Cái thứ hai là thôi thì mình có bóc một buffer, tức là nó thêm bớt đi một chút, đảm bảo an toàn, căn cứ vào mức độ của ngân hàng mình. Cái thứ ba là rất quan trọng, yêu cầu cổ đông. Cổ đông người ta yêu cầu ông là phải để ra cái ROE là 10%, 12%, thì ông không thể để hệ số K quá cao được, vì nó sẽ giữ thừa vốn và nó sẽ là lãng phí. Thì tôi nghĩ là chúng tôi là làm việc trực tiếp thì phải cân nhắc rất nhiều vấn đề khi chúng tôi quyết định hệ số K nó là 10 hay là 11%. Xin hết ạ. Vâng, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc. Đồng thời những cái giao lưu gặp gỡ giữa các cái đơn vị mà có thể có những cái tiềm năng ứng dụng cũng như đơn vị cần sự ứng dụng. Hai thời gian này thì chúng ta chủ yếu trình bày về vấn đề học thuật và những cái yêu cầu của các bên. Thế bây giờ chúng ta còn cái thời gian để bàn tròn. Theo cái nguyên tắc thì theo cái chương trình thì bàn tròn chúng ta là 1 tiếng đồng hồ, nhưng vì chúng ta bắt đầu trễ, vì vậy nên là cái chuyện có độ đảm bảo được 1 tiếng đồng hồ hay không thì tùy theo tất cả mọi người ở trong hội trường về số lượng câu hỏi cũng như là cái mức độ là có thể cần làm việc được kéo dài. Thì nói theo ngày hôm qua thì chúng ta là 12:30 mới kết thúc nhé. Thì nào hôm nay thì cả đó tùy theo mọi người thôi. Thì ở đây sau khi cái phần thảo luận về vấn đề học thuật thì theo tôi, chúng tôi nghĩ đến hai cái mà chúng ta có thể tập trung thảo luận vào trong cái tiếng đồng hồ này, trong một tiếng này. Đấy là sau khi đã hiểu biết lẫn nhau, sáng qua các đơn vị ngân hàng đã trình bày, chúng ta nghe một số bản báo cáo mang tính chất học thuật, có thể thiên về toán một chút hoặc thiên về ứng dụng một chút. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bàn đến cái chuyện là sự gặp gỡ các nhau, các bên như thế nào để chúng ta có thể tổ chức ở trong tương lai những cái tận dụng lợi thế của những người làm toán, đặc biệt là những người làm toán tài chính, để giải quyết một số cái vấn đề mà các ngân hàng, các cái công ty chứng khoán vân vân chúng ta đặt ra. Sự gặp gỡ ấy thì còn bao gồm cả hai điều, đấy là những bài toán chúng ta có thể cùng nhau để giải quyết. Cái thứ hai là phương thức để chúng ta tiến hành tiếp cận giải quyết các bài toán đấy. Ví dụ như chúng ta ký kết hợp đồng, rồi đặt các trụ sở, các phương thức làm việc như thế nào, vân vân tất cả thứ. Còn cái chủ đề thứ hai mà có lẽ chúng ta cũng nên thảo luận ở trong cái buổi hôm nay, đấy là vấn đề đào tạo. Mọi người đào tạo thì đừng nghĩ đến là đào tạo là trường học. Cái quan niệm là đào tạo là trường học, đấy là một cái quan niệm đã cũ rồi. Ngày nay đào tạo thì tất cả chúng ta phải đào tạo, cả xã hội phải quan tâm đến vấn đề đào tạo. Đương nhiên trường học là một cái nơi và một cái thành tố rất là quan trọng để đảm bảo cho cái vấn đề đào tạo ấy. Nhưng mà sự gặp gỡ giữa các cái doanh nghiệp, sự đặt hàng của doanh nghiệp, định hướng của doanh nghiệp ở trong đào tạo cho nhà trường, đồng thời nhà trường sẽ phản hồi lại những cái yêu cầu, những cái sự gặp gỡ ấy, những cái yêu cầu của tất cả doanh nghiệp như thế nào, đấy cũng đều rất là quan trọng đối với cái nền giáo dục của Việt Nam. Và bây giờ thì có lẽ là trong thời
tiếng thì theo tôi là chúng ta chỉ có thể tập trung hai vấn đề đấy hay không. À, chúng ta đang tổ chức cái hội nghị toàn tài chính này dưới cái sự đăng cai của cái trung tâm Von Neumann ở trong Sài Gòn và Viện Nghiên cứu Cao cấp Bài Toán. Thì ở đây theo tôi là có hai cái trung tâm mà rất lợi thế trong vấn đề nghiên cứu, đặc biệt là Viện Nghiên cứu Cao cấp Bài Toán. Chúng tôi có những cái cơ chế hoạt động đặc thù, những cơ chế đặc tài chính đặc thù để có thể giúp cho cái công việc, sự gặp gỡ giữa các bên nó tốt hơn. Thí dụ như chúng ta là thể dưới hình thức là chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta ký kết hợp đồng, chúng ta đặt những bài toán với nhau, và sau khi đã có thể rằng cảm thấy vấn đề giải quyết được rồi thì Viện Nghiên cứu Cao cấp Bài Toán sẽ là một địa điểm rất tốt để mà tổ chức là cái sự hoạt động đấy. Thí dụ chúng tôi có thể mời các chuyên gia về ngân hàng đến đây ngồi làm việc, chúng tôi có thể mời các chuyên gia về toán tài chính đến đây ngồi làm việc, thậm chí có thể mời các cái chuyên gia ở nước ngoài về đây để ngồi làm việc để cùng nhau tham gia cái giải quyết các bài toán như thế. Đây là một cái lợi thế rất là lớn. Về mặt đào tạo thì nó cũng có những cái lợi tương tự như thế. Chúng ta được tổ chức ở đây cùng với sự phối hợp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, của Đại học Kinh tế Quốc dân, của Viện Học viện Tài chính ở Trang, tất cả đấy có thể gọi là ba cái đơn vị đào tạo tiêu biểu về vấn đề tài chính. Thì đương nhiên là phải chưa phải tất cả, chúng ta còn có là Đại học Quốc gia Hà Nội vân vân, tất cả thứ nữa đấy, nhưng mà đấy là ra ba cái đơn vị đặc chính. Thì chúng ta cũng có thể nói những vấn đề yêu cầu rằng là về vấn đề đào tạo, rằng là sinh viên đào tạo ở trong trường ra đáp ứng mức độ như thế nào, rồi về nhu cầu xã hội cần phải cải biến như thế nào. Nhưng mà điều mà quan trọng nhất mà chúng tôi muốn đấy là các cái cơ sở bên ngoài, các ngân hàng, các công ty chứng khoán vào đặt hàng cho là chúng ta nên đào tạo theo một chương trình, theo một lộ trình như thế nào để cho ra sinh viên ra trường có thể dễ dàng tiếp cận về các vấn đề giải quyết các bài toán xã hội. Thì đấy là tôi xin mở đầu về những cái vấn đề về chúng ta sẽ thảo luận như vậy. Thì có lẽ tiếp theo thì xin mời anh Lực nhé, mấy câu. Tôi đang nghe trong đúng một ngày, bởi vì chiều qua rất tiếc là tôi lại không dự được công việc. Tôi thấy rằng như thế này. Thứ nhất đi thì chúng ta có lực lượng nghiên cứu về mô hình, về toán, tài chính rất là hoành tráng. Thế nhưng mà rõ ràng là khi chúng tôi nghe và chúng tôi trình bày những cái gì mà thực tiễn đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đặc thù Việt Nam chúng ta, thì thấy rằng khoảng cách còn khá là lớn giữa hai bên, học thuật, nghiên cứu và doanh nghiệp. Cái này thì nó không phải lỗi riêng của hệ thống chúng ta, mà nhiều nước cũng mắc phải vấn đề tương tự. Nhưng những nước tiên tiến hơn như là Mỹ, như là Úc, như là Anh chẳng hạn, thì rõ ràng người ta đã kết nối chặt chẽ hơn hai khâu này và khá là thành công. Thông qua chỗ nào? Và thông qua các hiệp hội, thông qua các viện chuyên của từng lĩnh vực. Ví dụ, viện đào tạo về chứng khoán, viện đào tạo về tài chính ngân hàng, viện đào tạo về bảo hiểm. Đây là cái khó khăn của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái kênh rất là tốt để chúng ta kết nối hai bên với nhau. Nhưng đúng như là anh nói, vấn đề của chúng ta là không phải là xong hội thảo là chúng ta thôi, mà xong hội thảo nên có một số cái kết nối với nhau. Thế thì cái này thì xin báo cáo luôn với các bạn là chúng tôi cũng đã thống nhất với giáo sư Ngô Bảo Châu là sau cuối và cuối tháng 8 chúng tôi sẽ cùng ngồi với các anh ở hai viện để bàn cụ thể hợp tác giữa tài chính ngân hàng với các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu lớn về mô hình, về toán và một số cái nơi như là anh vừa nêu sẵn, các đại học. Cái đó sẽ phải bàn rất cụ thể với nhau và có những cái chương trình rất cụ thể để chúng ta cùng làm. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ nếu là nói rằng là doanh nghiệp ngân hàng tài chính người ta cần cái gì đối với sinh viên chúng ta, thì rõ ràng là chúng tôi cần rất nhiều thứ. Tôi lại cũng là kiêm giám đốc cái đào tạo luôn của BIDV. Chúng tôi phải đào tạo lại gần như 100%, gần như 100%, đặc biệt là đối với quản lý rủi ro, chuyên ngành chưa hề có trong bất kỳ trường đại học nào tại Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyên ngành này
cũng là một chuyên ngành rất là quan trọng để các trường cân nhắc nghiên cứu có cái ngành đào tạo trong thời gian tới. Có hai cái ngành mà Việt Nam mình hơi bí trong khối kinh tế, tôi đã rà soát, một là bảo hiểm, ít lắm, cho nên hiện nay là ngành bảo hiểm vô cùng thiếu nhân lực, tuyển người có chuyên ngành bảo hiểm đa số vẫn tuyển tài chính ngân hàng, mà khi chúng tôi làm ngân hàng nó rất khác với bảo hiểm anh chị ạ. Ai đó làm ngân hàng bắn sang làm bảo hiểm nhiều khi thất bại vì kinh doanh bảo hiểm nó rất khác. Đây là thứ nhất. Thứ hai là chuyên ngành quản lý rủi ro chẳng có trường nào mà. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thiếu lực lượng giảng viên và cũng chưa mạnh dạn để chúng ta tổ chức. Cái ý thứ ba là chúng tôi hiện nay thì thực ra trong cái lĩnh vực của chúng tôi đang rất cần những bạn đấy, giỏi, hiểu, vừa là toán lại là vừa là quản lý rủi ro, rất là khó kiếm tại thị trường Việt Nam chúng ta, tuyển không được, nên đa số là vẫn phải tuyển các bạn học nước ngoài về. Tôi nói rất thực chỗ này, và các bạn học nước ngoài về, học về tài chính ngân hàng, có chuyên sâu về quản lý rủi ro hay là chuyên sâu về mô hình toán trong quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ tuyển. Còn nếu mà tuyển trong nước thì rõ ràng là rất là khó, mặc dù rất là mong muốn động viên các bạn trong nước tham gia dự tuyển. Cái thứ hai là lĩnh vực về nghiên cứu. Nghiên cứu thì hôm qua anh Trần Phương có trao đổi với các anh chị, chúng tôi có một trung tâm nghiên cứu khoảng 22 bạn, đa số cũng chủ yếu học ở nước ngoài về. Cách viết lách nó khác so với cách viết mà chúng ta gọi là theo kiểu chính trị ở Việt Nam chúng ta. Chúng tôi phân tích rất khách quan, rất độc lập và dưới góc độ là có số liệu cụ thể chứ không phải nói chạy hay là cảm tính. Đấy, thế thì lực lượng đó hiện nay của chúng ta cũng rất là thiếu trong các doanh nghiệp lớn. Bởi vì chúng tôi là ngân hàng đầu tiên có trung tâm nghiên cứu này thì chắc chắn rằng về lâu về dài ngân hàng lớn khác sẽ tiếp tục thành lập trung tâm nghiên cứu. Tất nhiên họ phải là những trung tâm nghiên cứu ứng dụng ạ, còn lý thuyết là không nghiên cứu ở trong đó. Cái thứ ba là chúng tôi cũng đã liên kết với các trường lớn tại Việt Nam để giúp những cái trường này hợp tác với chúng tôi, cái đầu ra của sinh viên là tốt hơn. Ví dụ Đại học Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, sắp tới sẽ là Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế thì khi đó chúng tôi có ba hình thức chúng tôi hợp tác. Một là hợp tác là nghiên cứu với những cái chỗ này, chúng tôi đặt hàng với những chỗ này những cái đề tài nghiên cứu rất cụ thể. Thí dụ bây giờ chúng tôi đặt được cái vấn đề là sắp tới năm nay chúng ta tham gia TPP, sang năm chúng ta sẽ tham gia AEC. Và thì bây giờ các vị đánh giá của tôi tác động của cái việc tham gia này đối với kinh tế Việt Nam đi, đối với tài chính ngân hàng. Thế là các bạn đã bắt đầu làm rất cụ thể như thế. Và muốn như thế thì rõ ràng là đòi hỏi các bạn nghiên cứu ở các trường học là phải rất là đào sâu, rất là hiểu từng ngành, từng nghề một, nó bị tác động như thế nào, dệt may ra làm sao, thế rồi thì gỗ như thế nào, cà phê như thế nào, phải rất hiểu. Mà như thế phải lăn lộn thị trường. Đấy là cái hợp tác thứ nhất về nghiên cứu. Hợp tác thứ hai là về đào tạo. Đào tạo thì những cái chương trình đào tạo gọi là về tài chính ngân hàng cơ bản, chúng tôi mời các giảng viên đại học về giảng. Thế còn những cái gọi là chương trình chuyên sâu hay là những cái chương trình gọi là quản lý điều hành, chúng tôi phải mời chỗ khác. Ngược lại chúng tôi cũng cử chuyên gia của ngân hàng chúng tôi sang giúp các trường đó về một số chuyên đề thôi, bởi vì rõ ràng là anh em cũng rất là bận rộn. Một số chuyên đề vào thứ bảy chủ nhật anh em nó sẽ trao đổi thực tiễn công việc bên ngoài. Tôi nghĩ cái đó là vô cùng cần thiết. Một cái nữa là chúng tôi nhận sinh viên thực tập. Đấy. Và cái trao học bổng của chúng tôi thì chủ yếu nhằm vào những em gọi là sinh viên hàng năm, mỗi một năm là 100 suất, và cho những em nào nghèo khó vươn lên học giỏi. Và tôi chúng tôi cung cấp cả học bổng cho cả bên Lào với Campuchia. Thì đấy cũng là vừa là quan hệ chính trị vừa là quan hệ giáo dục của chúng ta. Thế còn cái lĩnh vực hợp tác cuối cùng ấy, đó là chúng tôi cũng có mời những cái chuyên gia nghiên cứu đầu ngành ở một số trường đại học Việt Nam chúng ta cùng đi khảo sát nước ngoài của chúng tôi. Vậy chúng tôi thông thường là chúng tôi nghiên cứu phải làm một cái gọi là country visit, tức là phải đến thăm từng nước một, giống như Tây người ta bắt làm, người ta sang thăm mình, người ta tìm hiểu xem là tình hình trong một năm vừa qua Việt Nam mình cập nhật các thứ tình hình kinh tế chính trị xã hội như thế nào. Chúng tôi làm tương tự như vậy, khá là bài bản đối với các nước mà chúng tôi có cái hoạt động
ví dụ Lào, Campuchia, Myanmar. Thế thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều hình thức hợp tác giữa các giữa trường với doanh nghiệp. Vấn đề là cái người đứng đầu trường đó hết sức quan tâm và chỉ đạo phối hợp với chúng tôi. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn anh Lực đã có những cái ý kiến rất là hay. Tôi cứ nghĩ là đấy là những cái mà vấn đề chúng ta cũng gợi mở rất là nhiều về cái sự hợp tác và giao lưu giữa đào tạo và cũng những nghiên cứu giữa hai bên. Có lẽ sau đây chúng ta nên có những cái những gặp gỡ cụ thể và bàn những cái nó chi tiết hơn về công tác này. Thế bây giờ trước khi cái người thứ ba phát biểu thì theo tôi là nghe ý kiến bên dưới một chút đã, thì tôi xin mời chị Quỳnh có một ý kiến nha. À, chị Quỳnh ở Học viện Tài chính của CHEM. Kính thưa toàn thể hội thảo, tôi trong suốt 2 ngày qua thì tôi cũng đã nghe đầy đủ tất cả các cái báo cáo, và trong đó thì tôi xin tóm lại một số các cái ý mà nó liên quan đến cái hội thảo bàn cái ý kiến về bàn tròn. Thứ nhất là ý kiến của giáo sư Ngô Bảo Châu về cái lĩnh vực ứng dụng của toán, thì hiện nay đây là một cái vấn đề khá yếu mà đã được nhìn nhận từ phía, nói chung là từ phía cái cộng đồng toán. Thế thì cái yếu này thì trong cái thời gian qua thì tôi cũng đã cũng là một trong những cái người mà nằm ở trong cái bối cảnh đó. Thì chúng tôi như ở đây như anh Nguyên là một trong những cái người mà mình kể cả chị Thủy đây là một trong người nghiên cứu về chuyên ngành lý thuyết xác suất thống kê, và cũng đã rất có ý định làm về nghiên cứu về toán tài chính và muốn làm luận văn về toán tài chính. Nhưng mà trong những số những cái người mà đi đến cái đích cuối cùng thì cũng mỗi một mình anh Nguyên. Đấy, sở dĩ là tại sao thì trong cộng đồng toán thì luôn luôn nói rằng là các cái toán ứng dụng thì nói chung cũng chưa phải là toán. Và để đi theo toán tài chính mà được thừa nhận để mà có thể bảo vệ được ở Việt Nam thì phải đi theo thầy Phạm Huyên ạ. Mà từ năm 2007 đến giờ thì tôi với anh Huyên có lẽ là chẳng sót cái bài nào của thầy Huyên, nhưng mà để tiếp cận được thì cũng rất là khó. Thực sự là như vậy. Nếu như mà có thể bảo vệ được luận văn tiến sĩ toán học theo lý thuyết toán tài chính, theo đúng cái chuyên ngành toán tài chính ở Việt Nam thì phải đi theo thầy Phạm Huyên. Đấy, nhưng mà cái điều đấy thì rất là khó. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước đây thì cũng đã thành lập một cái trung tâm toán tài chính, ở đây có bạn Tuấn ở đây. Ở đây cũng có bạn Ngọc, hôm nay cũng mới lâu lắm thì mới gặp nhau, thì hiện nay Ngọc cũng đang là phân tích rủi ro cho Techcombank. Thế và chúng tôi cũng đã có một cái thời gian tụ họp với nhau lại để cùng làm dưới cái dạng trung tâm mà do thầy Đỗ Đức Thái và anh Dũng đứng ra, nhưng mà rồi cuối cùng thì đến bây giờ thì nói chung cũng không thu được cái kết quả gì. Lý do là chúng ta cũng không gắn với thực tiễn. Và những người mà đứng ra để làm với cái đó thì chúng ta chỉ ngồi với nhau để chúng ta trao đổi với nhau về những cái vấn đề về các cái mô hình mà chúng ta không hiểu gì về cái thực tiễn là đang cần gì, đặt ra cái gì, và sau đó thì rồi anh em cũng tan tác. Và cho đến bây giờ thì một số những cái người còn rất tâm huyết với toán, với cái lĩnh vực toán tài chính thì cũng phải quay lại làm toán, như là anh Lưu Hoàng Đức. Thì cũng anh Lưu Hoàng Đức thì hiện nay cũng rất là muốn tiếp cận theo cái phía của thầy Huyên, nhưng mà vẫn còn ngổn ngang với cái đam mê toán học. Thế nhưng mà cũng chưa có một cái chỗ đứng để mà tạo thành một để tiếp tục làm toán tài chính. Thì hiện nay ví dụ như là có một số người như là anh Lưu Hoàng Đức này, rồi anh Hà Bình Minh biết là đã quay lại đây chưa. Anh Hà Bình Minh thì là tốt nghiệp ở Hà Lan và hiện nay đang làm thêm cho công ty bảo hiểm. Thế rồi là anh chỗ học bên chỗ thầy Dư thì có anh Thịnh. Bên chỗ thầy Dư có anh Thịnh, và nói chung là một số những người thì hiện nay đang hoạt động rất là manh mún, nhưng mà cũng là từ những cái phương trình vi phân ngẫu nhiên. Một anh nữa là anh Đào ở học về phương trình stochastic thì đang làm bảo hiểm ở trong Sài Gòn. Thế nói chung người anh Cam trong cái nhóm toán tài chính thì cũng đã làm ở Oxbank, hiện nay cũng đang làm cho cái bộ phận phân tích cho cái công ty đứng thứ tư trên thị trường bây giờ. Thì nói chung là chúng tôi đang rất là tản mạn và không có một định hướng, nói chung là mất đi một định hướng. Thế mà hiện nay thì cái nơi mà tụ họp mà có thể nói rằng là chúng tôi đứng ở chuyên ngành lý thuyết xác suất thống kê thì gần như cũng đã hết. Đấy, vừa rồi thì cũng phải nói với thầy Dư là ngay cả bản thân như trưởng phòng lý thuyết xác suất thống kê thì hiện nay phòng xác suất thống kê đấy đều nước ngoài hết, còn lại một mình thầy Phúc thì năm nay nghỉ hưu. Thế và hiện nay thì có một số như là anh Hà Thịnh Trung và anh Nguyễn Tiến Yết là thực sự là theo về lý thuyết thống kê, theo về lý thuyết thống kê làm ở Mỹ, nhưng mà bây giờ trở về như thế nào cũng rất là khó.
Đấy thì đấy là một cái vấn đề thứ nhất mà đặt ra với cái trách nhiệm của cái thứ nhất là về cái cộng đồng toán học, để làm sao có một cái môi trường để có thể cho cái nhóm mà đã theo cái hướng lý thuyết ứng dụng có thể quay trở lại, tạo ra một cái môi trường quay trở lại để học. Vấn đề thứ hai là chúng tôi muốn nói đến về cái vấn đề về xã hội hóa. Cái xã hội hóa ở đây thì có anh Lực ở đây rồi. Thế thì tôi thấy rằng là cái vấn đề xã hội hóa thì nó không quá khó. Chỉ có điều là mỗi một người thì ở mỗi một cái góc độ quản lý thì chúng ta có cái nhìn nhận open đi một chút. Tôi lấy ví dụ cách đây khoảng độ 5 năm khi mà tôi tham gia luyện thi Olympic toán. Thì mặc dù là tôi cũng chưa từng gặp cái ngân hàng An Bình, nhưng mà tôi được ngân hàng An Bình trả lời rằng là sẽ tài trợ cho cái đội tuyển thi Olympic toán, cho cả thầy giáo luyện thi và cho cả sinh viên đi thi. Và tôi cũng, cái cách làm việc của tôi là gì? Là tôi làm việc với An Bình, tất nhiên tôi chỉ làm việc qua một cái cầu nối nhưng mà cũng vô tình gặp. Tôi nói rằng là các anh sẽ được quyền nhận sinh viên của chúng tôi, đặc biệt là cái nhóm mà sinh viên thi Olympic toán ấy, thì sau này nó là một trong những cái sinh viên rất là ưu tú. Hơn nữa là chúng tôi sẽ tổ chức cho các anh một buổi để các anh về, các anh trao giải, và từ đấy thì các anh cũng có cái tiếp xúc với sinh viên, tiếp xúc với nhà trường, và cũng có một cái cơ hội PR cho chính cái ngân hàng của các anh, và người ta rất là đồng ý. Thế tuy nhiên thì lại về phía nhà trường thì lại không dám nhận, bởi vì lý do là cũng sợ là không có giải. Đấy, để đây tôi ở đây tôi qua một cái ví dụ, tức là chúng ta thấy rằng là cái quan điểm của cái người lãnh đạo của chúng ta phải mạnh mẽ một chút, phải có một cái gì đó chúng ta cảm thấy là nó cởi mở một chút. Thế và ở đây có một cái minh chứng rất rõ ràng là anh Tuấn Văn Lực, ngày hôm nay tôi và anh Lực mới có một cái cơ hội để gặp nhau và có thể biết nhau. Thì thực sự là ngày hôm nay, nhưng mà anh em đã trao đổi qua mail, là qua một cái rất là tình cờ. Tôi thực ra là dân toán gốc và bây giờ bị được điều chuyển sang một cái phụ trách ở bên kinh tế lượng. Và năm vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức một cái hội thảo là ứng dụng của toán trong phân tích đầu tư. Thế thì tôi thì chỉ biết anh Lực là thông qua cái hệ thống báo chí thôi. Và tôi biết rằng là anh Lực là một người có một cái tâm huyết liên quan đến cái hoạt động định lượng trong toán học. Và tôi có viết thư cho anh Lượng, anh Lực, tôi có viết thư cho anh Lực nói rằng là chúng em có một thảm như thế và rất là mong các anh hỗ trợ. Thế thì lập tức anh Lực là cho luôn thư ký và hỏi rất là cụ thể là vậy thì chúng tôi muốn là vào hợp tác toàn diện với học viện được hay không. Nhưng mà tôi thì chỉ với cái góc độ là chỉ là một cái chưa thực sự là trưởng bộ môn, chỉ là phụ trách của bộ môn thôi. Nên tôi chỉ nói với anh Lực là tôi chỉ nói với thư ký của anh Lực là bây giờ tôi chỉ xin cái tài trợ đó thôi, chứ tôi cũng không có cái ký kết gì. Nhưng mà anh Lực cũng rất là cho quân, rất là sao sát và tham gia tổ chức và rất thành công, báo chí đưa vào vào gặp, và họ cũng nghĩ rằng là cũng không nghĩ là có một cái cuộc hội thảo như thế, và các trường đều rất là mong muốn là năm sau sẽ làm. Bởi vì chúng tôi là ở đây cũng nói và báo cáo với thầy Thứ, báo cáo với cả tất cả hội thảo là chúng tôi có một cái sự khó khăn giống như các trường như Đại học Ngoại thương này, Đại học Thương mại thì đỡ khó khăn hơn chúng tôi, Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, là cái vai trò của môn toán hiện nay ở trong nhà trường nó gần như tương đương với môn thể dục. Đấy. Và nói chung là nhà trường cũng không có ghi nhận đâu. Thế do đó là bản thân chúng tôi là phải đi tiếp cận với các đơn vị để xem là người ta cần cái gì để chúng ta cùng phối hợp cùng làm. Cùng phối hợp cùng làm. Thế do đó là ở đây thì tôi muốn nói rằng là thực ra đấy, điều đấy mà tôi thấy rằng là như vậy thì về phía xã hội hóa, những người nhân lực sẵn sàng có thể đến để hợp tác, để có thể chia sẻ, để hỗ trợ sinh viên. Thế bây giờ anh Lực có những cái học bổng liên quan đến học sinh nghèo, thì bây giờ thay vì các anh xem các anh có thể có những cái học bổng cho những sinh viên khối kinh tế đạt giải thi Olympic toán. Hiện nay thì ví dụ như ở Đại học Ngoại thương thì là hầu như là cái giải nhất của Thế Dư là nằm ở Đại học Ngoại thương, ngoại trừ kinh tế, mà tôi không dám nói kinh tế bởi vì kinh tế có khoa thì tôi không nói. Nhưng mà bên Ngoại thương là hầu như có những em mà 3 năm giải nhất, thế nhưng mà chả có một cái sự liên hệ gì đối với kinh tế cả. Mà thầy Châu cũng như là cái phòng khoa học của bên Đại học Ngoại thương cũng rất muốn mở cái toán tài chính, nhưng rồi cuối cùng lại đành phải dừng lại. Mấy năm trước là khi thầy Viên Thế Viên về thì năm 2007, chúng em cũng đã đi nghe thầy từ năm 2007, kể là vào trong viện và thành phố Hồ Chí Minh, kể là xuống Hải Phòng, tức là em đi theo rất là nhiều. Đấy, thì chúng em cũng đã biết được cái thực trạng như thế, nhưng mà để tiếp cận được những cái đó rất là khó. Thế thì ngày hôm nay ở đây thì chúng tôi có một cái đề xuất là
như là một cái thương hiệu, thì viện toán cao cấp hay là cái hội toán học phải có một cái sự quan tâm, phải có một sự đầu tư cho cái đội sinh viên khối kinh tế thi toán, khối kinh tế thi Olympic toán, thì phải có một cái sự quan tâm đó để hỗ trợ. Đấy, bên cạnh đó thì chúng tôi một cái vấn đề thứ ba, cái yêu cầu thứ ba là cái mà thầy Dư nói đấy, là nếu có thể thì lập một cái nhóm và bên anh Lực có thể đưa ra những cái bài toán đầu tiên là phù hợp, và các anh cử cả người bên các anh về để chúng tôi có những cái tiếp cận. Bởi vì ngay ở đây thì không có anh Hà Bình Minh ở đây, rất là tiếc. Anh Hà Bình Minh thì làm ở Hà Lan. Anh Hà Bình bảo chị ơi, ở bên ngoài người ta ứng dụng toán nó đơn giản lắm, chị em mình không phải những cái mà chị em mình học đâu. Thế đến lúc mà đúng là đọc ra thì thấy là rất là thích, nhìn thấy ngay là luật số lớn, nhìn thấy ngay tất cả những cái gì mà trong toán học nó hiện hiện là như thế, mà nó lên một con số nó rất là đẹp, nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, thế nhưng mà ở trong trường thì nói thật với anh chị, bên nói hội thảo là chúng tôi cũng là nghiên cứu về lý thuyết xác suất thống kê, cũng là gọi là chuyên sâu về lý thuyết xác suất thống kê, nhưng chả nhìn thấy cái luật số lớn lúc nào nó đẹp như thế. Đấy. Thế thì phải có thực tế, nói như cái anh ở bên Vietcombank, phải có thực tế thì giáo viên mới dạy được. Thế và đây là cái môi trường mà bên viện toán cũng phải có cái đầu tư cho những cái đầu não của các trường ở khối kinh tế. Đấy, chứ bây giờ năm sau thì lên được nhận lệnh là lên viện toán cao cấp. Tôi được nhận lệnh lên viện toán cao cấp thì cũng phải 2 tháng thì làm việc viện toán chuyên sâu, tôi đang rất là lo lắng. Không biết là tiếp tục nghiên cứu cái gì. Đấy thì đấy là cái ý kiến của tôi. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh. Trong đấy có cái đề nghị mà chúng tôi cũng vừa trao đổi với anh Nguyên rằng là viện nghiên cứu cao cấp về toán sẽ nghiên cứu xem là còn nên lập một cái lab về cái kiểu như toán tài chính hay không. Đương nhiên là lập một lập được thì nó phải đầy đủ các cái tiêu chuẩn, phải thảo luận rất là kỹ, chứ không phải là cứ thích là mình lập để không phải ngồi làm việc rồi cũng ra cái gì cả, thì chắc chắn là viện tương lai chúng ta làm thế nào để có thể lập ra thì phải là rất là hữu hiệu. Thế bây giờ thì xin các ý kiến khác mà xin mọi người là chúng ta trình bày rất là ngắn gọn bởi vì thời gian chúng ta rất là gấp, và xin ý kiến này. Và xin mời anh Thứ. Phải nói đi nhanh đấy. Anh Thứ là nguyên chủ nhiệm khoa toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì với toán nói thì phải ý toán kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin rất là cảm ơn giới thiệu của anh Dư. Tôi thì tôi chỉ muốn có ý kiến về mặt tổ chức, vì đây chúng ta coi là cái hội thảo lần thứ hai về ứng dụng toán trong quản lý biểu tài chính. Thực ra thì nó nằm trong cái mảng rộng hơn, đó là chúng ta đẩy mạnh cái ứng dụng toán học trong kinh tế xã hội và các cái về khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái cơ chế để chúng ta bắt đầu từ cái hội thảo này, chúng ta có một hoạt động thường xuyên. Cũng rất may là hôm qua đến giờ thì tôi có mặt đầy đủ ở đây. Trước hết là chúng ta cũng đã thu hút được cái sự chú ý của các cơ quan thực tế. Rất cảm ơn ngân hàng Ngoại thương, thế rồi bên chỗ IBDB. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cần phải có những kết nối đủ hơn. Chúng ta có sự hiện diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta thiếu sự hiện diện của ba cái đơn vị rất quan trọng của phía ngân hàng. Thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước với tư cách là người đại diện cho Hiệp hội Ngân hàng. Thứ hai là Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Và thứ ba là cái chỗ mà người ta sẽ là người chính thức cung cấp cái gì cho chúng ta làm toán, đó là CIC. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cố gắng kết nối như vậy. Nhìn lại các báo cáo thì cũng báo cáo anh Dư là ngoài các cái ngân hàng, ngoài sự quan tâm của chủ anh Lực, chủ anh Trần Phương, chủ anh Tuân thì cũng và bên viện Phonoman thì cũng rất may là có được các cái báo cáo của các cái phòng quản trị rủi ro, các đơn vị quản trị rủi ro ở các ngân hàng. Nhưng mà nếu nhìn lại thì có lẽ là vì phần nào đấy cũng hơi nể các thầy, toàn là sinh viên của tôi, cho nên là người ta đến. Và điều đấy cho thấy rằng là chúng ta cần phải làm thế nào để thuyết phục được cái các ngân hàng tư nhân có, ngân hàng thương mại có và ngân hàng nhà nước thì cùng chung tay chúng ta để làm. Còn nếu không, chúng ta vẫn làm một cái mô hình toán mà đâu đấy ở trên trời, chứ chúng ta không có cái Việt Nam ở đây.
Tôi nhớ lại năm 1978 có một hội thảo rất lớn ở Tổ chức Thống kê. Các nhà khoa học Pháp nói một câu là chúng tôi thì làm khoa học từ ao cá làm lên, còn tôi đến Việt Nam tôi thấy hình như là các bạn làm từ vũ trụ làm xuống. Và sau này tôi sang Pháp thì tôi gặp lại chính một người rất nổi tiếng, đó là Sporta, là cái ông mà một trong những chuyên gia thống kê. Thì tôi hỏi là có phải hồi xưa ông nói thế không? Ông bảo đúng rồi, thế mày nhớ tao nói. Ở đây tôi muốn nói rằng là chúng ta cần phải có một cơ chế nào đó để chúng ta phối hợp. Và nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta vẫn chỉ là những người mà làm trên lý thuyết mà thôi. Và lý thuyết đó thì có thể nó đúng chỗ này, nó không đúng chỗ kia. Giống như hôm qua chúng ta cũng nói là mô hình đó vẫn chỉ là mô hình mà thôi. Và chính như vậy thì tôi nghĩ rằng là anh Dư với tư cách là Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam thì cũng có lẽ nên đầu tư suy nghĩ như thế nào đó ngoài cái việc toán, cái kiến thức cao cấp về toán. Hôm nay tôi rất tiếc là không thấy có anh Quỳ ở đây. Một anh Quỳ Chủ tịch Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam. Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam ở đây thì có thành viên tôi cũng là chấp hành đấy, nhưng mà hình như là mấy năm chẳng hoạt động gì. Thế thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta phải xung tay vào nếu chúng ta muốn có được cái ứng dụng toán học nói chung chứ không chỉ là trong tài chính. Tôi rất muốn là sau đây thì để làm được cái điều mà tôi vừa nói thì tôi rất muốn sau đây chúng ta có những bước đột phá. Và tôi nghĩ rằng Techcombank, Vietcombank và BIDV, tôi rất mong muốn ở đây có anh Lực, tôi rất mong muốn là canh như là ngọn cờ đi đầu, giơ tay xuống phía dưới để cùng chúng tôi ứng dụng và đào tạo. Thì tôi rất là muốn chúng ta làm thế nào để có một cơ chế như vậy. Và như vậy sau một vài năm chúng ta sẽ có được cái chủ đề là mỗi năm chúng ta làm về cái gì. Thì tôi chỉ có ý kiến về tổ chức như vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh Thứ. Cái ý kiến rằng là chúng ta tổ chức những cái hội thảo thường xuyên hơn là cái ý kiến mà rất đáng ghi nhận. Chúng ta sẽ cố gắng trong thời gian tới. Và điều này là ý kiến anh Thứ có hơi cũng trùng hợp với ý kiến của chị Quỳnh là nhờ các cái sự bên ngoài can thiệp vào cái sự vận hành của cái chương trình ở trong các trường ấy. Theo tôi thì cái nào không thể làm được, mà cái đó chỉ chính các thầy trong trường và những người giáo viên trong trường mới có thể can thiệp vào cái sự vận hành ấy thôi, chứ bên ngoài thì chắc không thể nào can thiệp được đâu. Xin mời các anh khác, xin mời anh Cao Kiệt. Vâng. Chứ em xin nói ngắn một chút ạ. Thầy Thứ nói về cơ chế thì chúng ta thiếu cơ chế. Em xin có ý kiến riêng của em. Cái cơ chế tốt nhất là cơ chế thị trường. Và chúng ta đang thiếu một cái gì đó thì theo em đó là chúng ta thiếu cái business. Tức là chúng ta phải hiểu lại cái cách nhìn của chúng ta. Chúng ta làm toán ứng dụng hay là chúng ta làm ứng dụng toán. Nếu mà chúng ta làm toán ứng dụng thì nó cũng giống như từ trước đến giờ. Còn nếu mà chúng ta làm ứng dụng toán thì chúng ta phải làm business. Thì những người nào mà chúng ta muốn ứng dụng toán thì xác định xem là chúng ta có chuyển sang làm business được không. Mà nếu chúng ta không chuyển sang làm business thì chúng ta phải chờ một anh business nào đến thuê chúng ta làm. Và thì đó chúng ta tiếp tục đi tiếp được. Xin mời. Vâng, xin mời tiếp theo. Micro thứ hai đâu rồi nhỉ? Có ai thể không? Theo quan điểm của tôi thì tôi cũng chia sẻ là tôi cũng làm về công tác quản trị rủi ro ở trong ngân hàng và cũng là những người mà nghiên cứu về toán. Thì tôi cũng thấy rằng là đối với yêu cầu của ngân hàng về làm quản trị rủi ro rất là cái yêu cầu rất là cao, thực tế là rất là cao. Và hiện nay ngay cả trong cái công tác làm quản trị rủi ro ở ngân hàng thì thực tế là những cán bộ mà làm công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng đã hiểu về quản trị rủi ro một cái điều chưa. Thì tôi cũng có khảo sát và tôi thấy rằng là thực tế là chưa đạt đến cái mức mà theo đúng nghĩa của nghề làm về quản trị rủi ro. Có nghĩa rằng ở đâu đó ngay kể cả là trong tôi lấy đơn cử một ví dụ như này tại BIDV thì công tác về làm quản trị rủi ro ở BIDV cũng chưa phải là công tác về nghiên cứu về các mô hình, ứng dụng các mô hình trong quản trị rủi ro, mà đâu đó là cán bộ quản trị rủi ro vẫn là những cán bộ kinh nghiệm từ các đơn vị kinh doanh đến chi nhánh đấy, đưa lên đi lên và làm về quản trị rủi ro. Như vậy thì rõ ràng là
là vẫn cái công thức về quản lý rủi ro của chúng ta vẫn đâu đó làm cho cái thói quen. Thế còn về yêu cầu về làm quản trị rủi ro như anh Giang ở bên công anh có nói, thì thực ra ở góc độ một trường đại học mà nó tạo ra sinh viên để có thể làm được ngay về quản trị rủi ro được ấy, thì theo tôi cũng là cái điều vô cùng khó. Tất nhiên là tôi, theo quan điểm của tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là các trường đại học đào tạo làm sao một cái phương pháp luận và sự năng động cho học viên của mình, giáo viên của mình trong cái quá trình học để thúc đẩy họ đó, chủ động họ thấy là cái nghề nghiệp nào đó họ yêu thích, họ thấy cái công việc nào họ yêu thích, thì họ sẽ tạo cho họ một cái hướng là hướng đến các cái môi trường đấy để họ nghiên cứu về cái công việc đó. Thí dụ như là sự hợp tác như anh được cũng có nói là hợp tác giữa các trường đại học với các cái định chế tài chính với các ngân hàng, thì đấy là một cái cơ hội để cho các học viên người ta sẽ được cái cơ hội để người ta tiếp cận vào các cái môi trường ngân hàng. Thế tuy nhiên rằng là tiếp cận thì ở góc độ nào vào đấy, có rất nhiều, tôi cũng nhận nhiều các cái sinh viên thực tập ở các trường đại học, nhưng mà thực ra là vào đấy thì nó cũng cơ bản nó cũng cái cơ hội để tiếp cận nó cũng rất là khó. Bởi vì nói thực ra là số liệu của quản trị rủi ro là cái số liệu toàn số liệu mật. Thế mà các bạn ấy đến thì các bạn chỉ là nghiên cứu những cái vấn đề nó rất là chung chung thôi. Thậm chí rằng là nếu như mà các bạn ấy tự vào nghiên cứu mà không phải là có một cái người hướng dẫn hoặc là ngay giảng viên định hướng cho các bạn ấy vào, chúng ta sẽ phải tiếp cận để làm được cái này, chúng ta phải tiếp cận những thông tin dữ liệu này hoặc là cần phải hỏi những vấn đề này, thì các bạn cũng chưa có một ai khi mà đi vào các ngân hàng hướng dẫn cho các bạn ấy làm việc đó. Thế thì thành thử ra là các bạn đã không có thực tế mà lại không có một cái định hướng, thì nó sẽ thực sự là khó. Đấy thì tôi cũng chia sẻ cái câu chuyện đấy, thì vậy thì một cái hướng như anh Lực có nói là hợp tác giữa ngân hàng với cả là các trường đại học, để từ đó là tạo ra được một cái gọi là một môi trường cho các bạn sinh viên, các bạn có cơ hội tiếp cận từ đó, nhưng mà còn cần phải sâu hơn nữa là rằng các bạn tiếp cận cái thông tin của các cái ngân hàng thì tiếp cận thông tin gì, và hướng cho các bạn ấy tiếp cận thông tin gì. Tôi nói đơn thuần ví dụ như là của công tác về quản trị rủi ro về tín dụng, thì nó là liên quan đến rất là nhiều yếu tố ngành nghề, mà như anh Ngực có nói là gì, là để hiểu về làm tín dụng, về phân tích về ví dụ một cái ngành, một cái lĩnh vực cà phê, thì phải hiểu rất rõ là các doanh nghiệp về cà phê thì đang hoạt động kinh doanh như thế nào, thị trường cà phê của Việt Nam như thế nào, đặc thù của những doanh nghiệp hoạt động trong cà phê đấy, người ta thị trường chính là gì, và những cái nhân tố mà tác động đến cái đầu vào đầu ra của cái doanh nghiệp đấy như thế nào, và thống kê lại tất cả các doanh nghiệp, có bao nhiêu doanh nghiệp trên thị trường, họ hiện nay hoạt động như thế nào, và cái hiệp hội cà phê hiện nay đang vận hành, đang hỗ trợ cho doanh nghiệp đấy nào, tức là từng những cái vấn đề rất chi tiết và rất là sâu như thế, thì cần phải có những cái sự chia sẻ nó sâu hơn. Nhưng mà nếu không thì các bạn sinh viên bước vào các bạn sẽ không bao giờ biết được, vì nó là một cái, nhưng mà phạm chủ nó rất là rộng. Thì lấy ý kiến của tôi là về những vấn đề đào tạo, rút lại là để mà cái vấn đề là đào tạo cho một cái nhân sự mà làm được cái công tác quản trị rủi ro, thì cái đấy là để làm ngay rất khó, mà là vấn đề là đào tạo cho người ta phương pháp luận để làm sao người ta tiếp cận vào các công việc này, để người ta có thể là dần dần hướng đến làm việc quản trị rủi ro. Tôi nói cũng đơn thuần một cái ví dụ như là về kiến thức pháp lý đối với người làm quản trị rủi ro cũng cần, rất cần, tại vì là thực tế là gì, khi chúng ta đưa ra những cái phân tích chúng ta cũng phải dựa trên cái benchmark này, đấy là đầu tiên là chúng ta phải luật, thì những cái vấn đề về mặt pháp lý đấy, thì khi vấn đề như là hướng đến một bạn là của chúng ta không phải chỉ đơn thuần là nghiên cứu về số liệu, phải gặp được cái ý nghĩa kinh tế của số liệu đấy, và hiện ra cái số liệu đấy theo benchmark cái rõ đâu, và cái luật điều chỉnh của nó là cái gì, thế thì nên tất cả những yếu tố như thế thì mới hướng được những cái sinh viên người ta rồi sao đưa thấy lúc nào nếu chúng ta chỉ đưa việc là tạo ra môi trường, sau đó các bạn tự vào tự bơi, và sẽ có những người rất là xuất sắc, người ta sẽ đọc được những cái ý định đó rất nhanh, nhưng mà sẽ phần lớn đa phần là vào cái đó là người ta sẽ không hình dung được là mình sẽ làm việc gì. Vâng, em xin cảm ơn anh Bình ở Việt Phong nhỉ. Vâng. Ý kiến rằng là sự đào tạo kết hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp thì với các đơn vị tương lai thì ý kiến rất là hay. Vấn đề là sau đó chúng ta phải thực thi thế nào, đấy là cái câu chuyện mà quan trọng nhất. Bây giờ trước khi mọi người nói thì cho mấy giây để giới thiệu cái danh tính của mình ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng,
Kính thưa quý thầy trong ban tọa đàm, kính thưa hội nghị, mình là mình tự giới thiệu là mình là Tiến bên Sacombank, trách về vấn đề kinh doanh hối. Thì thật ra mình đơn giản là một người kinh doanh, thì kính thưa quý thầy là không có được hỏi nhiều về toán. Lần này là mình là người đã đề xuất ý kiến ban tổ giám đốc cho các anh em ra bên này để mà học về cái này. Thì tình cờ sáng nay có gặp chỗ anh tiến sĩ Huỳnh Công Thái bên Đại học Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng có những cái trao đổi với anh, nên mình xin có ba ý kiến ngắn gọn sau đây. Thứ nhất là về ý tưởng á, thì thưa quý thầy cũng hội nghị về để mà triển khai cái gì đấy mà ứng dụng ra ngoài xã hội, thì mình theo kinh nghiệm bản thân mình thì mình đang dùng chữ free, nghĩa là miễn phí. Thì có thể là mình sẽ thành lập một cái tạp chí hoặc là một cái bản tin như thế này ra, hoặc là có thể là thành lập trên Facebook một cái hội những người yêu ứng dụng toán chẳng hạn. Và đến một ngày nào đó thì cái Facebook này nó có 100.000 hoặc là 1 triệu like thì cái đó là cái sự ứng dụng đó có thể là sẽ tốt hơn. Thứ hai là về cái phần tài liệu, thì kính thưa quý thầy là hôm nay gặp được quý thầy cũng là một cái dịp rất là may, cũng như là học được rất nhiều tài liệu. Có thể quý thầy có thể gửi tài liệu qua email dưới file PDF để bảo đảm bản quyền, và để chúng em được học hỏi, như là để các anh em trong miền Nam cũng như khắp nơi được phổ biến thêm những kiến thức hay này. Thứ ba là về cái mặt mà kinh phí, cũng như nếu mà được tổ chức ở miền Nam hoặc là một dịp nào đó. Thì em là đến từ Techcombank, cũng đang làm về mô hình về rủi ro về tín dụng. Thì hai hôm nay thì em có theo tham gia đầy đủ các chương trình ấy, thì em có nghe nhiều đến nói về cơ chế. Thì em nghĩ cơ chế ở Việt Nam mình nó là một cái câu hỏi rất là lớn. Thì em thì em muốn hỏi rằng là sau buổi hội thảo ngày hôm nay này, thì em muốn hỏi là anh Lực với cả Thầy Nguyên với cả bên viện toán, thì mọi người có dám hứa là anh Lực có thể dùng các mối quan hệ của mình trong giới ngân hàng, Thầy Nguyên dùng các mối quan hệ của mình trong giới học thuật để ngồi lại với nhau tạo ra một cái bản rap đầu tiên xây dựng cái cơ chế của nó hay không? Tại vì sao? Tại vì mọi người thường hay nói là ok, lãnh đạo chưa quyết tâm. Nhưng mà lãnh đạo không thể quyết tâm được nếu mà họ không nhìn thấy được một cái gì đó chắc chắn, không nhìn thấy một cái bản, một cái gì đó được xây dựng một cách hoàn hảo rồi, thì họ không thể quyết định trên một cái gì đó nó mơ hồ được. Thì cần những người làm. Nếu mà sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay mà chúng ta không có người nào làm, có nghĩa là anh được ok, tôi sẽ BIDV, tôi sẽ đứng ra tôi tạo điều kiện cho trường đại học kinh tế quốc dân hay là cái gì đó, nhưng mà đó chỉ là BIDV, đó không phải là hệ thống của những người làm về tài chính, mà chúng ta cần một cái môi trường của những người làm về tài chính. Thì em muốn không hiểu mọi người có dám hứa là mọi người sẽ ngồi lại với nhau thêm một buổi nữa, có thể là không phải là một buổi hội thảo mà chỉ là ngồi lại với nhau thôi, những người làm trong ngân hàng và những người trong học thuật, để cùng viết những dòng đầu tiên bản rap về cái cơ chế hợp tác làm sao đó cho giới sinh viên sau này. Vì theo em nói câu này thì có thể là nó không đúng, nhưng mà đó là cái em nghĩ. Nếu mà sau cái hội thảo này nè, mà chúng ta không ngồi lại với nhau để bắt đầu xây dựng cái cơ chế của nó, vì sao? Tại vì bất cứ một làm gì chúng ta cần người làm, lý thuyết là quá nhiều rồi, chúng ta cần người làm và ai làm. Và nếu chúng ta không có điều đó thì cái hội thảo này nó giống như là chúng ta đến để xả stress đấy. Thật sự từ hôm qua đến hôm nay chúng ta rất nhiều người bức xúc, từ CIC cho đến dữ liệu cho đến data, cho đến mô hình không đúng. Tại vì data không đúng, data bảo ok, data không đúng tại vì con người vận hành cái data đó. Giống như anh Tuấn ấy, hôm trước anh có nói đó là ngay cả data đúng thì cái con người đó trong cái chiến tranh Việt Nam có đưa cái dữ liệu đó ra là đúng thực chất của nó hay không, cái con người vận hành data đó. Thì cái quan trọng đối với em đó là cái cơ chế hợp tác, bao giờ chúng ta xây dựng nó, và các thầy, các người đi trước như vậy, ai sẽ là người làm đầu tiên? Đó là cái mà em quan tâm trong sau cái hội thảo này. Thì em muốn là không hiểu mọi người có dám hứa cái điều đó hay không, rồi em xin hết. Vâng, xin được mời. Trước khi chị có ý kiến thì không, chúng tôi sẽ mời giáo sư Ngô Bảo Châu tập kết luận. Thế thì tôi xin phép thế này, bởi vì có rất nhiều ý kiến khá là bức xúc báo cáo giáo sư. Thì tôi xin giải đáp 4 cái nội dung. Trước hết là về khâu tổ chức, thì cái này tôi không nằm trong ban tổ chức. Và hôm trước tôi với anh Châu cũng ngồi với nhau và cũng trăn trở về khâu tổ chức. Bởi vì cách làm của chúng ta năm ngoái cũng như năm nay, đúng như các bạn cảm nhận là nó chưa thành công. Chưa, những cái audience của chúng ta chưa phải là những người chúng ta mong muốn.
Tôi lấy ví dụ ở đây là chúng ta thiếu hoàn toàn cái cơ quan quản lý, như các bạn đã thấy, thiếu hoàn toàn lực lượng về quản lý rủi ro của những ngân hàng thương mại, những công ty chứng khoán, là những cái nơi người ta cần sản phẩm nghiên cứu thì không có. Cho nên là hôm trước thì tôi và anh Trung thống nhất với nhau là sẽ phải ngồi lại với nhau để chốt lại cái khâu tổ chức đối với cái loại hội thảo như thế này. Và rõ ràng nó phải lên kế hoạch trước hàng quý, chứ không phải là chúng ta làm. Chị Quỳnh gửi cho tôi thư mời đúng trước coi như là 3 hôm, đúng chưa? May mà tôi có sản phẩm để tôi báo cáo. Ý tôi nói rằng là những khâu tổ chức của chúng ta đồng ý với các bạn là phải fix cái vấn đề này. Cái thứ hai là cái khâu tổ chức này thì rõ ràng là hôm trước tôi với anh Châu cũng có trao đổi, phải cần có những một nhóm người rất là tâm huyết và có khả năng tổ chức điều hành hội nghị, hội thảo, không những là trong nước mà kết nối với cả hiệp hội nghiên cứu tài chính ứng dụng của Việt Nam tại nước ngoài. Ông bà tôi đang nằm trong cái nhóm này ở bên Mỹ, sẵn sàng kết nối với chúng ta, nhưng chúng ta chưa kết nối, đúng chưa? Đấy là ý thứ nhất, thì tôi hoàn toàn đồng tình ý kiến của bạn vừa rồi ở bên chỗ ngân hàng Techcombank. Cái ý thứ hai là cái cơ chế phối hợp, tôi nghĩ hoàn toàn là đồng tình. Nhưng bây giờ vấn đề là cơ chế phối hợp thì nó sẽ lại phải rõ là bên phía tài chính ngân hàng ai sẽ là người đứng đầu. Thế thì thông thường cái đó nó phải thông qua một hiệp hội, chứ bản thân một ngân hàng thương mại chúng tôi không đứng ra được. Ví dụ thông qua hiệp hội ngân hàng, thông qua hiệp hội trái phiếu của Việt Nam, đây là kênh thứ hai. Hiệp hội kinh doanh chứng khoán là kênh thứ ba. Đấy là những cái hiệp hội thì người ta mới có vai trò, người ta kết nối các thành viên của người ta chính là các ngân hàng, các công ty chứng khoán, công ty tài chính. Ở bên này thì chúng ta có thể là viện toán của anh Châu hoặc là ở chỗ anh Nguyên ở đây. Đúng chưa? Đấy là về cái cơ chế phối hợp. Cái thứ ba là vấn đề về vai trò của cái khoa toán trong các trường khối kinh tế. Cái này tôi đã có ý kiến với thầy Nam từ hồi trước. Thầy Nam là đặc kinh tế quốc dân, đúng như chị Quỳnh nói, và cảm nhận của chúng ta là giống như cái khoa thể dục thật. Bởi vì này thiếu sự gắn kết với kinh doanh khoa toán. Tôi đã đi các nhiều trường đại học trên thế giới, anh chị cũng đã chứng kiến rồi. Ít có những cái trường nằm trong khối kinh tế của những cái nước lớn, người ta có riêng một khoa toán. Mà cái khoa đó hay là cái tổ đó nó nằm ở đâu đó gắn kết với cái khoa kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta mà học về ví dụ như là tài chính doanh nghiệp, học về coi như là phân tích kinh tế vĩ mô, đương nhiên là nó đã lồng toán ở trong đó rồi. Mà như thế nó mới đi vào cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất là lớn, các hiệu trưởng, các trường có lẽ cũng phải ngồi lại với nhau để bàn về câu chuyện này, đặc biệt các trường khối kinh tế. Còn khối khoa học tự nhiên thì tôi hoàn toàn là đồng tình, nó phải có rồi, đúng chưa? Thế nhưng mà riêng về khối kinh tế chúng ta phải suy ngẫm thêm về cái chỗ này. Hay là chúng ta nên có một cái double degree để cho các bạn sinh viên có điều kiện, người ta vừa là toán vừa là kinh doanh. Sinh viên bách khoa là một thí dụ điển hình. Khoa quản lý kinh doanh ở đây đã mở nhiều chương trình MBA nhưng chưa phải là thành công so với những trường khác, vì cái sự gắn kết giữa kinh doanh và toán, kinh doanh và nghiên cứu và khoa học của chúng ta chưa phải là tốt. Thế và chính vì như thế thì các bạn mới tuyển dụng được, tham gia tuyển dụng được. Bởi vì hiện nay chúng tôi các ngân hàng đưa ra yêu cầu tuyển dụng rất rõ, các bạn phải tốt nghiệp khối kinh tế những khoa này, những chuyên ngành này, và đương nhiên là không có chuyên ngành toán. Rất tiếc, đúng chưa? Thế rồi vấn đề thứ ba về nhu cầu của các bạn, tôi nghĩ rằng nếu như mà các bạn bây giờ chúng ta muốn chuyển hướng cho công việc của mình trong tương lai khối toán ấy, tôi nghĩ rằng là có mấy cái mà các anh chị có thể là xem xét. Một là cái lĩnh vực nghiên cứu tôi đã trao đổi. Nghiên cứu đây chúng tôi chủ yếu là nghiên cứu về 3 lĩnh vực. Một là kinh tế vĩ mô, chắc chắn là phải có. Hai là nghiên cứu về ngành, chúng tôi nghiên cứu sâu về ngành tài chính ngân hàng. Ba là nghiên cứu về từng chuyên ngành một, ví dụ sắt thép, xi măng, cà phê, vật liệu xây dựng, vân vân. Cái đó là những cái chúng tôi rất là cần. Thế rồi cái kênh thứ hai chúng ta có thể kinh doanh được, hội toán chúng ta, chính là thu thập dữ liệu để bán. Hiện nay chúng tôi rất muốn kiếm thông tin để nghiên cứu nhưng nhiều khi không có. CIC xin thưa với các anh chị là
họ thông tin của họ không phải là hoàn toàn chuẩn, hoàn toàn tốt. Và họ chủ yếu là có những cái thông tin về những doanh nghiệp khối nhà nước, khối gọi là cổ phần là chủ yếu, còn người tư nhân gần như là không có, cá nhân thì càng không có. Cho nên rất thiếu một cái nơi bán thông tin cho chúng ta. Bây giờ nếu như các bạn mà làm chứng khoán, định giá doanh nghiệp, hệ số beta vô cùng khó để mà kiếm. Chúng tôi muốn mua hệ số beta của từng công ty một, không mua được, vì chưa ai cung cấp. Ở nước ngoài có hẳn những công ty cung cấp hệ số beta cho từng công ty một, từng doanh nghiệp một để chúng tôi định giá. Cái nữa là cái công việc liên quan quản lý rủi ro như các anh chị đã trao đổi chắc chắn sẽ còn rất cần và cần rất nhiều trong hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta. Phải chăng là các bạn chuyển hướng cũng chưa muộn, hiểu chưa? Tức là chuyển hướng nghiên cứu sâu hơn quản lý rủi ro chứ không phải là mình bỏ nghề toán. Cái đấy không phải, tôi không khuyên các bạn bỏ nghề toán vì cái đó rất là quan trọng, nó là cái nền logic rất là quan trọng, nhưng chúng ta bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về quản lý rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực về tài chính ngân hàng hay là về bản thân một doanh nghiệp nào đó. Thế rồi về cái hợp tác giữa doanh nghiệp với trường thì tôi đã trao đổi rồi. Tuy nhiên có một cái việc nữa mà tôi xin bổ sung, chính là cái ngân hàng thực hành. Thì cái này là hồi trước tôi thấy rằng là một số ở trường Việt Nam chúng ta làm rất tốt ngân hàng thực hành. Ngân hàng thực hành đó chỉ đi vào cuộc sống khi nó bắt đầu với những phần mềm và ứng dụng những việc cụ thể trực thực tế ở ngoài ngân hàng, ở ngoài công ty chứng khoán. Thì cái này là các trường với doanh nghiệp tôi nghĩ là hoàn toàn có thể phối hợp với nhau được. Và một cái nữa là cái đào tạo giữa hai bên với nhau. Thế thì các trường có thể giúp các doanh nghiệp đào tạo về phương pháp nghiên cứu, phương pháp luận rất là tốt. Đấy rồi thì sắp tới chúng tôi sẽ làm cái gì? Thì chúng tôi chắc chắn sẽ ngồi với anh Châu và một số các anh chị khác trong giới nghiên cứu về toán, đại diện các trường đại học nếu mà chúng ta có thể mời được. Thế rồi bên phía doanh nghiệp, ngân hàng, chúng tôi sẽ mời thêm một số đại diện khác để chúng ta có một cái buổi giống như là cái bàn tròn để trao đổi kỹ về câu chuyện sắp tới chúng ta sẽ làm cái gì, tổ chức hội thảo như thế này nữa hay không. Nếu cách làm như này sao làm chúng tôi không thể tham gia được nữa, đúng chưa? Bởi vì nó không phải là hiệu quả so với cái mà chúng tôi mong muốn, nên chúng ta sẽ phải làm lại và sẽ có cái bàn. Thế rồi một cái nữa là chúng tôi sẽ có một số cái đặt hàng với một số các đại diện của anh chị ngồi đây trong một vài cái đề tài dự án nghiên cứu rất cụ thể. Chúng tôi là rất cụ thể. Tôi lấy ví dụ như là mấy cái ví dụ vừa rồi và TPP-AIC là chuyện rất là thực tiễn. Thế rồi cũng có một vài cái liên quan đến lượng hóa rủi ro, chúng tôi sẽ có cái đặt hàng. Tôi xin hết ạ. Cảm ơn Lực, cảm ơn cả hội thảo. Chắc là còn nhiều người muốn có cái ý kiến chia sẻ, nhưng mà cá nhân tôi xin lỗi, tôi không thể làm tiếp tục ở đây lâu hơn nữa. Một số họp chiều hôm nay tôi xin phép một vài ý kiến để tổng kết và những cái hiểu biết của tôi qua hội thảo này. Trước hết là thật là thay mặt ban giám đốc của Viện Cơ Vân và Việt Toán, xin chân thành cảm ơn các anh chị đã tham gia hội thảo và có những cái tham luận bổ ích. Cảm ơn anh Quang đại diện cho Viện Phôn Liên Bang đã cùng tham gia hội thảo này. Cảm ơn anh Lực và các anh bên BIDV đã có tham gia tích cực và có cả một phần tài trợ cho cái tổ chức hội thảo. Và cũng nên đây tôi cũng phải bày tỏ xin lỗi về cái sự chuẩn bị hội thảo này chưa được chu đáo nên là kết quả chưa được mong muốn. Và ngay từ khi từ đấy chúng tôi đã gặp nhau anh Lực và anh Phương, anh Quỳnh có một cái buổi hôm trước hội thảo để dự đoán trước là cái nhìn thấy rõ cái việc đó và thấy là cái chúng ta phải thay đổi cách làm việc trong những năm tới để cho công việc thực sự là có hiệu quả thực chất hơn. Thì tôi cũng cái đấy tôi đã tâm nghĩ cái tâm đắc là cái gì mà để mà thực sự có lợi nhuận về mặt tài chính cũng như về công việc ấy, thực sự chúng ta phải đầu tư rất lớn cả về tài chính cả về sức lực thời gian, chứ đầu tư nhỏ thì nói chung là hầu như là 100% là sẽ mất vốn. Thế thì tôi ghi về những cái công việc cụ thể sắp tới thì tôi anh Lực đã có nói đến về một cái cuộc meeting gặp gỡ vào cuối tháng 8. Thì tôi rất hy vọng là cái cuộc gặp gỡ tới sẽ là một cái cuộc gặp gỡ để chúng ta
sắp xếp tổ chức công việc cụ thể, chứ không phải là một loại bàn tròn nữa. Vì chúng những cái qua cái buổi hôm nay và thực qua quá trình hội thảo, chúng ta thấy rõ là cái nhu cầu về công việc rất là lớn. Thì cái chính cái vấn đề bây giờ không cần phải là cái chuyện mà chúng ta hiểu thêm về nhu cầu nữa, cái đó chúng ta có lẽ đã cũng nhận thức được cả rồi, mà vấn đề là phải tổ chức công việc nó phải cho hiệu quả từng bước một. Thì ở đâu được là khó khăn thôi, khó khăn cả về những cái vướng về mặt cơ chế chính sách, khó khăn cả về kinh phí. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chờ đợi chúng ta không còn khó khăn nào nữa để mới bắt đầu tổ chức công việc thì tôi cho rằng quá muộn, vì cái đó nó không bao giờ đến cả. Thế nên là để chuẩn bị cho cái buổi họp tiếp tới tháng 8 ấy, thì tôi đề nghị là ba anh đã chủ tọa cái buổi mặt trận hôm nay, anh Lực, anh Nguyên và anh Dư, tôi cũng tham gia nữa, chúng ta tổ chức một nhóm làm việc nhỏ, chuẩn bị ra một số những cái đầu mục, những cái danh mục, những công việc để đưa ra đề xuất trong cái buổi họp sắp tới, và đồng thời cái cơ cấu của họp sắp tới. Thì sau đó, sau cái buổi họp đó là chúng ta có thể ghi nhận quyết định trong nội bộ để đưa ra được một kế hoạch làm việc. Thì trong những cái đề mục công việc đó thì qua cái thảo luận và các hội thảo thì tôi thấy là có một số những cái những cái đề mục như sau. Thứ nhất là về mặt đào tạo, đúng không? Về mặt đào tạo thì câu hỏi là những năm tới tổ chức những khóa đào tạo như thế nào. Cái đó thì phải rõ ràng là phải phụ thuộc vào những yêu cầu của các định chế tài chính, phụ thuộc vào cái khả năng cung cấp của các trường đại học cũng như sự hợp tác của những người cái chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và cả những giáo sư nước ngoài nữa. Cái thứ hai là về những cái về nghiên cứu thì cũng như vậy thôi, chúng ta không thể nào mà đưa ra một cái kế hoạch 5 năm nghiên cứu mà cái vấn đề là phải đưa ra được một vài cái đề án nghiên cứu nhỏ để bắt đầu mà khả thi. Cả phía bên ngân hàng cũng cần thiết, có nhu cầu, và đồng thời là các cán bộ nghiên cứu có thể đáp ứng được. Thì cái đấy là cái vấn nghiên cứu. Một cái mảng nữa mà tôi nghĩ chúng ta chưa nói đến, tôi nghĩ rất cần thiết, đó là một số những cái nghiên cứu về chính sách. Nghiên cứu về chính sách thì không phải to tát đâu, ngay cả những cái mà những cái mâu thuẫn giữa những người làm về bên doanh nghiệp về tài chính, về cái chương trình học chẳng hạn, so với cả các cán bộ giảng dạy, thì tôi nghĩ đến bây giờ hoàn toàn có thể giải quyết được. Vấn đề đến cái chính là chúng ta cần phải làm được một cái hệ thống, không phải chỉ vấn đề không phải chỉ vấn đề complain, mà có một tổ chức một nhóm nghiên cứu. Cái này có lẽ không cần phải là quá là đặt thời gian quá dài, đúng không? Chỉ cần mà đưa ra được một số yêu cầu cụ thể của phía bên định chế ngân hàng, và những cái có trao đổi tất cả các cán bộ giảng dạy, và chúng ta đưa ra một chắc chắn cái vấn đề cái đó mà đưa ra thì phải có một sự thuyết phục nhất định đối với cả những cái cơ quan quản lý, cụ thể là bộ đại học. Nhưng nếu tôi tin rằng nếu chúng ta có một cái nghiên cứu một cách với những lập luận chính xác, thì cái đấy hoàn toàn là lập nên cơ sở để thuyết phục những cái cơ quan quản lý để thực hiện những việc đó, hay là những chính sách khác. Thì có anh Thứ có nói đến cái chuyện là tổ chức lần này không mời được những cái cơ quan làm ra chính sách, thì thực ra cũng không hoàn toàn đúng, không hoàn toàn đúng. Thứ nhất là anh Long đến tham gia buổi đầu tiên, tất nhiên không mời thứ hai. Thứ hai là bên giám sát thì anh Phước có tham gia cái buổi gặp gỡ trước hội thảo, tất nhiên sau đó anh không đi tham gia nữa. Nhưng mà những tất cả những cơ quan, cả ngân hàng nhà nước nó họ rất quan tâm, và cái chính là chúng ta tổ chức với nhau như nào để thuyết phục họ là công việc chúng ta là phải có hiệu quả. Cái việc mà cái tôi luôn luôn tin rằng là không thể nào mà chờ có chính sách, có đặt hàng, mà chúng ta phải tổ chức công việc để thuyết phục họ về cái công việc của chúng ta, thì rồi sau đó sẽ có chính sách, sẽ có kinh phí, sẽ có mọi thứ. Nhưng mà cái chính là cái công việc tổ chức một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Ngay rất là cảm ơn chị Thúy còn nêu lên những cái bức xúc và khó khăn của những cái người mà làm việc trực tiếp về kinh tế và tài chính ấy.
thì cái đó cũng là một điểm mà tôi và anh Dư sẽ phải suy nghĩ thêm. Thì cái ngay công cần phải có những sáng kiến thêm để hỗ trợ công việc đó, thì đây sẽ cũng là một cái thành tố của chương trình, và hy vọng là chúng ta sẽ xây dựng được từ bây giờ đến cuối dịp hè. Và anh, sau khi mà đã có chương trình như vậy thì tôi sẽ thông báo rất là rộng rãi cho các anh các chị qua một cái hình thức nào đó, và cái này sẽ được up lên. Tôi xin hết, xin cảm ơn. Em của chúng ta góp mà nó nhiều lắm, cái này sẽ được up lên mạng, ở ban tổ chức sẽ gửi lại. Em ở ban tổ chức mà. Vâng, xin cảm ơn giám sát Ngô Bảo Châu. Như vậy là em chúng ta đã hoàn thành một cái ngày lưỡi hội thảo, và có lẽ là việc là tôi tin rằng là trong hội trường này còn rất nhiều người muốn phát biểu, nhưng vì cái thời gian chúng ta nó hạn chế quá. Với những cái gì mà được của cái hội thảo lần này chúng tôi sẽ phản ánh lần sau, và những cái gì chưa được như một tài cụ thể là những cái tính hiệu quả của cái hội thảo mà như anh Lực đã chỉ ra, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu để ra lần sau có một hội thảo hữu hiệu hơn, để cho những người muốn đăng ký đến dự cũng chưa chắc là được quyền đăng ký sẽ không phải là như không phải như anh Lực bảo là sau tôi sẽ không tham gia nữa, đúng không? Thì chúng tôi sẽ, và bây giờ cho nên là tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong hội trường, và chúng ta kết thúc buổi làm việc hôm nay. Xin cảm ơn.